Mình sẽ nói về phần đại cương bài thuốc y học cổ truyền. Mục tiêu bài ngày hôm nay thì có hai mục tiêu chính thôi. Đầu tiên là trình bày được nguyên tắc cấu thành bài thuốc. Cái thứ hai là trình bày được một số nguyên tắc chữa bệnh. Em nhắc lại một chút xíu về biện chứng luận trị của y học cổ truyền. Mặc dù các anh chị chưa được học, nhắc lại để mình có khái niệm. Thứ nhất, về biện chứng luận trị của y học cổ truyền thì có một số cái điều cốt lõi mình phải nắm được để sau này chẳng may mình có điều trị cho bệnh nhân y học cổ truyền. Mặc dù bây giờ là Bộ Y tế người ta bóp lại rồi, ta không cho y sĩ hoạt động phạm vi quá nhiều, chỉ được điều trị không dùng thuốc thôi chứ không cho dùng thuốc ha. Rồi đầu tiên, nguyên tắc đầu tiên là trị bệnh cầu bản, hay mình hiểu đơn giản là chữa bệnh phải tìm nguồn gốc của bệnh á, hay Tây y hay gọi là chữa bệnh thì phải tìm ra được nguyên nhân thì mới chữa bệnh, chứ mình không chữa triệu chứng. Chữa triệu chứng thì bệnh nhân không khỏi bệnh. Thì về phân loại nguyên nhân gây bệnh của y học cổ truyền thì có ba loại nguyên nhân gây bệnh thôi, lý luận cơ bản đã nói rồi. Thì đầu tiên là ngoại nhân. Có anh chị nào cho em biết ngoại nhân gồm gì không ạ? Ngoại nhân có phải là những nhân tố bên ngoài tác động vô cơ thể không cô? Đúng rồi chị, nhưng mà cụ thể của y học cổ truyền là gì? Anh chị nào nhớ? Là hàng tà. Nó là gì chị? Dạ hàng tà. Hàng tà, rồi chính xác. Ngoài hàng tà còn gì nữa không? Nhiệt cả. Nhiệt, gì nữa? Không. Phong, gì nữa các anh chị? Còn gì nữa không các anh chị? Phong phong hèn quả thử thấp táo không cô? Phong hàn quả thử thấp táo. Rồi em hỏi một chút xíu, giữa phong và phong tà có khác nhau không? Có đó cô. Khác Khác nhau nhau à? chữ tà đúng không? Mình đọc là mình thấy khác nhau chữ tà rồi, nhưng về bản chất thì khác nhau như thế nào các anh chị? Phong tà là nó thiên về cái gì đó gọi như giống như gió mặt đó, còn phong á thì nó rộng hơn đúng không? Phong thì nó rộng hơn. Rồi một ý kiến, còn chị nào có ý kiến khác? Em đang ôn lại cho các anh chị về lý luận cơ bản đó. Không có cái mùa nữa không? Phong mùa, phong thì liên quan đến mùa. Còn gì nữa không các anh chị? Dạ phong thì là những cái chứng, những cái nhẹ ở bên ngoài thôi, giống như là mình ví dụ như là cảm là nó tác động nhẹ thôi chứ thôi, còn phong tà là nó đi vào sâu trong cơ thể rồi. Phong tà đi sâu. Một ý kiến nữa, các anh chị nào có tiếp đi các anh chị. Dạ, phong tà là khi mà phong xâm nhập vào trong cơ thể gây bệnh thì gọi là phong tà. Còn nếu Rồi như mà không gây bệnh thì gọi là phong bình thường. rồi một ý kiến nữa, còn ý kiến nào nữa không anh chị? Tiếp tục em thêm ý kiến đi. Rồi, em nói với lớp mình chút xíu về cái nguyên nhân gây bệnh. Cái này đáng lý ra là phải học ở lý luận cơ bản rồi. Chỉ nhắc lại thôi nha, tại vì một đa số các anh chị nói chưa được chuẩn lắm. Thì nguyên nhân gây bệnh đó các anh chị, theo y học cổ truyền thôi nha, còn y học hiện đại thì mình nói chuyện khác. Nguyên nhân gây bệnh của y học cổ truyền thì nó gồm có ba cái: bên ngoài, bên trong và nguyên nhân khác. Hay cái từ Hán ngữ người ta nói là ngoại nhân, nội nhân và bất nội ngoại nhân nha. Thì nguyên nhân bên ngoài nó gồm có cái gì? Nãy giờ có một số anh chị nói đó là phong hàn thử thấp táo hỏa. Nó đúng không? Nó đúng nhưng mà nó chưa thật sự chính xác. Thì nguyên nhân gây bệnh bên ngoài chính xác là cái gì? Thì y học cổ truyền cho rằng cái môi trường sống của mình bên ngoài á, thì nó có tồn tại lục khí, tức là sáu loại khí. Sáu loại khí này nó không gây bệnh cho mình, nó có trong môi trường. Người ta gọi nó với những cái tên là phong hàn thử thấp táo hỏa ha. Thì khi nào nó mới là nguyên nhân gây bệnh? Nó là nguyên nhân gây bệnh khi nó xuất hiện trái quy luật bình thường, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cơ thể của mình bị suy yếu, là mình nói theo ngôn ngữ dân gian, còn nói chuẩn mực khoa học là chính khí của mình bị giảm. Thì cái sáu lục khí này nó mới thừa cơ nó xâm nhập vào cơ thể của mình, khi đó lục khí mới được gọi là lục dâm. Thì lục dâm ở đây mới thật sự là ngoại nhân hay là nguyên nhân gây bệnh bên ngoài, còn lục khí thì là bình thường không có gây bệnh. Cái lục dâm này người ta gọi là phong tà, hàn tà, thử tà, thấp tà, táo tà và hỏa tà. Ở đây anh chị hiểu không? Em đang đi rất chậm á. Anh chị có hiểu chỗ này không?
Dạ em hiểu Dạ à. hiểu, hiểu không? Em đi rất chậm nha. Thì em đưa ra một ví dụ. Ví dụ như năm nay mùa nắng kéo dài quá đi. Mùa nắng năm nay kéo dài rất nhiều. Hậu quả là các anh chị thấy người lớn tuổi và con nít vô bệnh viện quá nhiều đi. Thì mình sẽ thấy rằng cái tiết thử tà trời nắng đó các anh chị. Bình thường những năm thì đều có trời nắng. Nhưng năm nay mùa nắng tự nhiên xuất hiện trái quy luật bình thường một cái là nó xuất hiện sớm hơn. Và nó sẽ đi vào trong những cơ thể của người nào mà chính khí yếu, ví dụ như là người già và nít, thì hai đối tượng đó sẽ dễ bị thử tà xâm phạm vào, dễ gây bệnh hơn. Các anh chị đối chiếu lại thực tế, mùa này là mùa người lớn tuổi và nít dễ bị bệnh đó. Đó là một ví dụ cho cái chuyện xuất hiện trái quy luật bình thường và nó vượt ngưỡng bình thường. Và cái thứ hai là cơ thể suy yếu, các anh chị nhớ nha, cái nền tảng là chính khí nó phải suy thì mới gây bệnh, chứ không phải ai cũng bị bệnh. Các anh chị sẽ thấy là ví dụ gia đình mình tự nhiên mình bị bệnh nhưng mà chồng mình không bị bệnh, thì tại vì chồng mình có chính khí khỏe hơn mình. Đó, nó vậy. Rồi nhắc lại một chút xíu về lục dâm hay gọi là sáu cái loại lục khí gây bệnh đó, thì tính chất của phong tà, đây là tính chất của phong tà nha. Các anh chị nhớ cho em là mình mượn hình dung là cơn gió, đừng mặc định phong tà là gió. Phong tà nó rộng hơn rất nhiều chứ không phải phong tà là nó tính gió. Cái tính chất của phong tà là di chuyển và biến hóa, và nó có xu hướng là đi lên trên rồi ra ngoài. Các anh chị sẽ thấy là những người lớn tuổi, cô bác hay là cha mẹ của mình đó, lớn tuổi, mình nghe một cái tên bệnh danh là phong thấp. Phong thấp thì trong đó có phong, thì họ hay than gì với mình? Ngày đầu tiên thì họ than với mình là mỏi hai cái gối quá. Qua ngày thứ hai thì người ta than là mỏi gối, đau lưng. Qua tới ngày thứ ba thì các anh chị sẽ coi, người ta sẽ than là mỏi luôn cái vai, mỏi luôn cái kiểu tay và nhức hết các khớp bàn tay. Thì đó là đặc tính của phong tà, nó di chuyển đó các anh chị. Đi rất là nhanh, đi từ đầu gối nè, đi lên đến lưng, đi lên đến vai và đi ra ngoài khớp tay luôn. Đó, đó là đặc trưng của phong tà. Rồi về hàn tà, cái tính chất của hàn tà thì nhớ dùm cho em hai tính chất chính thôi, đó là bế tắc, ngưng trệ và tính thu vào co rút nha. Cái hôm nào mà các anh chị đi ra ngoài và các anh chị trúng hàn tà một cái á, thì mình sẽ thấy ví dụ như cái vai của mình nó bị cứng, nó bị co lại và rờ cái chỗ đó nó lạnh ngắt đi, thì mình biết là mình đang trúng hàn tà rồi đó. Về thử tà, tính chất của thử tà thì nó có tính chất đi lên trên, nó tỏa ra ngoài, cho nên chính vì cái đặc tính đó nó hay xuất hiện trong một số bệnh như là bệnh viêm, viêm nhiễm xét theo Tây y, hoặc là những cái bệnh mà gây sốt. Về thấp tà, thấp tà các anh chị nhớ là nó có tính chất là nặng đục, thấp mặt ha, thì nó nặng và nó đục, và nó thường xuất hiện trong những cái bệnh lý gây viêm nhiễm. Viêm nhiễm ví dụ như là bị viêm âm đạo, nó tiết ra dịch nhầy quá nhiều, dịch nhờn quá nhiều, hoặc là bị tiểu đục, chảy mủ sang thương da, thì những cái trường hợp đó y học cổ truyền nhìn nhận nó là thấp tà và điều trị theo hướng thấp tà thì người ta khỏi bệnh. Cái thứ năm là táo tà. Các anh chị nhớ táo tà nó có tính chất là nó gây khô ráo. Khô ráo, ví dụ như một hôm nào đó tự nhiên mình thấy cổ họng mình nó khô nóng rát luôn á ha, rồi kèm theo táo bón, da mình nó khô nứt nẻ, thì coi chừng các anh chị bị táo tà xâm phạm vào người mình rồi đó nha. Thì ví dụ như là táo tà nó thường mùa nào nó cũng có, nhưng mà nó rất dễ gây bệnh vào mùa thu, chuẩn bị mình tới mùa thu rồi đó, thì rất hay bị nhiễm phải táo tà. Cuối cùng là hỏa tà. Hỏa tà các anh chị nhớ cho em một số tính chất, đó là bệnh hỏa thì nó gây sốt cao. Cái thứ hai á, hỏa thì gây ra chứng viêm nhiệt, hỏa thì hay gây ra chảy máu. Tại sao hỏa gây ra chảy máu? Tại vì tính chất của hỏa là nó nóng, nó sẽ đẩy huyết đi, mà nó đẩy huyết đi nhanh quá thì sẽ bất huyết vận hành, tức là làm cho huyết nó tràn ra khỏi kinh mạch thì sẽ gây nên xuất huyết. Đó là cơ chế mà hỏa tà gây nên xuất huyết. Thì thực tế các anh chị thấy là bệnh nhân nào mà bị xuất huyết, ví dụ như chảy máu cam nha, mình hỏi một chút lòi ra tính chất của hỏa tà thì mình sẽ điều trị theo phương pháp là hỏa tà nha. Rồi nhắc với các anh chị chút xíu, cái này là thuộc phạm trù lý luận cơ bản, các anh chị đã học rồi, nói chút để mình quay lại về phần phương thể của mình. Rồi trở về cái phần phương thể của mình, thì nãy em mới vừa nói về ngoại nhân rồi, nó là lục dâm, anh chị nhớ nó là lục dâm, gồm có phong tà, hàn tà, thử tà, thấp tà và táo tà. Bất nội ngoại nhân là những nguyên nhân không phải bên trong cũng phải bên ngoài, thì nó gồm gì? Thì nó gồm ví dụ như đàm thấp nè, nó gồm huyết ứ nè, nó gồm côn trùng cắn chẳng hạn, hoặc là chấn thương. Nguyên nhân nội nhân là nguyên nhân bên trong, thì mình được học sách vở kinh điển nói là nó bao gồm tình trí, anh chị nhớ không? Tình trí gồm có gì các anh chị? Nha, vui mừng, giận, buồn, lo lắng, kinh sợ. Rồi đúng rồi ha.
Thì các anh chị nhớ nè, mình kèm thêm một cái nữa, đó là tình trí thì nó luôn tương ứng với tạng phủ. Tình trí là cái sự biểu hiện ra trạng thái của tạng phủ. Ví dụ, tạng tâm thì liên quan đến tình trí gì các anh chị? Tâm. Tim. Vui mừng, vui mừng. Là vui mừng, đúng rồi. Tạng phế thì liên quan đến tình trí nào? Buồn. Buồn hay là lo? Buồn coi. Buồn rầu ha. Rồi cẩn thận thì liên quan đến tình trí nào? Lo lắng. Thật lo lắng. Sợ hãi cô. Sợ hãi. Rồi tạng can thì liên quan đến tình trí nào các anh chị? Dạ giận con, giận thái quá. Giận dữ thái quá. Đúng chính xác, các anh chị còn nhớ bài đó. Thì hồi nãy em có nghe lắng thoáng một anh chị nào đó nói tâm là tim, đúng không các anh chị? Coi hình như là con điểm trong đông y nó khác với con điểm của tim của tây y. Rồi không ha, thì cái ngay từ lúc này các anh chị phải làm rõ khái niệm. Phế không phải là phổi, tâm nó không phải là tim, thận của đông y nó không phải là thận của tây y. Mình bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu của mình thì mình mới làm đông y được nha các anh chị, nó không có đúng đâu. Rồi các anh chị muốn tìm hiểu sâu hơn, các anh chị đọc sách vở kinh điển. Hai cuốn sách kinh điển mà em hay đưa ra cho các anh chị y sĩ đọc đó là Tố Vấn Hoàng Đế, Tố Vấn và Hoàng Đế Linh Khu. Các anh chị biết hai cuốn đó rồi ha. Mình sẽ tìm tác giả là Nguyễn Tử Siêu và giáo sư Huỳnh Minh Đức để các anh chị đọc, thì các anh chị sẽ thấy nó vỡ ra. Huyết không phải là máu, và khí của mình thì nó khác khí của bên tây y rất nhiều nha. Các anh chị phải rõ khái niệm ngay từ lúc này để sau đó mình điều trị nó đúng. Ví dụ như tây y bị thiếu máu, nếu như các anh chị quy đồng nó là bệnh huyết hư, các anh chị lấy bài thuốc bổ huyết để các anh chị trị thiếu máu thì chưa chắc người ta đã hết bệnh đâu, tại vì cơ chế nó khác nhau. Nếu nó đúng đúng cơ chế thì nó hết bệnh, còn nếu như nó sai cơ chế thì nó không hết bệnh đâu. Thì cái đó từ từ em sẽ phân tích từ từ cho các anh chị coi. Rồi đầu tiên, số 1 là chữa bệnh phải tìm nguồn gốc của bệnh. Cái thứ hai, khi các anh chị có một cái tình huống lâm sàng hoặc các anh chị đối diện với người bệnh, các anh chị phải làm những yếu tố, các anh chị phải làm ra được, hỏi được những yếu tố sau đây. Đầu tiên, các anh chị phải đi tìm yếu tố gây bệnh cho bệnh nhân này là gì. Cái thứ hai, các anh chị phải tìm được thành phần nào trong cơ thể bị rối loạn. Cái thứ ba là phải tìm được cơ chế gây bệnh. Và cuối cùng, xếp các rối loạn đó vào trong bát cương đi. Thì sau đó mình sẽ ra chẩn đoán, mình ra pháp trị, rồi mình ra bài thuốc là xong. Ví dụ, em có một tình huống như vậy. Thì việc đầu tiên mình làm là mình nhìn cái nó là nguyên nhân là gì. Nguyên nhân ở đây, làm sao để nhìn được nguyên nhân? Các anh chị dựa vào tính chất của nguyên nhân gây bệnh. Thì ở đây mình thấy có tính chất của phong nè, tính chất của hàng tà nè. Sau đó các anh chị coi vị trí gây bệnh nha. Vị trí gây bệnh ở đây, phong hàng nó đang xâm phạm vào vùng nào gây bệnh, thì các anh chị nhìn đau đầu nè, cứng gáy nè nha. Mặt khác các anh chị thấy á, kinh Thái Dương Bàng Quang là một cái kinh mà nó dễ bị cảm nhiễm bởi ngoại nhân nhất. Các anh chị thấy khi các anh chị bị cảm đi, nó bị cảm thì cái bộ phận nào các anh chị cảm thấy nó có triệu chứng đầu tiên là cổ vai gáy của mình, đúng không? Mình sẽ bị cứng cơ, mỏi cổ vai gáy liền, thì nơi đó là nơi đi của kinh túc Thái Dương Hoàng Quang. Thì đó là cái vị trí các anh chị hay bị cảm nhiễm bởi phong hàn hấp tà nhất. Cái thứ ba các anh chị phải tìm cơ chế là cái gì nha. Cơ chế ví dụ tại sao người này bị đau đầu, tại sao người này bị cứng gáy, thì em sẽ nói một số cơ chế để các anh chị tập làm quen dần. Ví dụ như phong hàn tà nó xâm phạm vào kinh Thái Dương thì làm sao nó gây ra đau đầu, các anh chị nào giải thích được không? Các anh chị nào giải thích được tại sao phong hàng tà nó đi vào trong kinh Thái Dương thì nó làm cho mình đau đầu cứng gáy không? Thái Dương đi qua đầu đó không? Kinh Thái Dương đi qua đầu đúng rồi, nhưng mà cơ chế nào làm cho nó đau đầu cứng gáy? Cô là do nó hướng đi từ tay và lên, hướng từ tay lên cô. Hướng từ tay lên, các anh chị đang nói đường đi chứ không phải nói cơ chế. Nó là mạch dương. Rồi, để em trình bày thử cho các anh chị nghe cơ chế là gì nha. Ví dụ, mình có phong hàng tà đi vào trong kinh túc Thái Dương Bằng Quang. Thì các anh chị để ý nè, mình có một cái câu là không thông thì tắc thống. Tức là khí huyết trong cơ thể của mình, chỗ nào mà nó không được thông là chỗ đó nó gây đau. À, kinh điển nói vậy nha các anh chị, kinh điển nói đó. Thì phong, tính chất của phong là nhanh, nhẹ, đi lên trên và hao khí là một. Tính chất của hàng là nó gây co rút. Như vậy, phong hàng nó đi vào trong kinh Thái Dương Bằng Quang, nó sẽ gây gì các anh chị? Nó gây ứ trệ khí huyết.
và ướt trà chỗ nào thì chỗ đó nó bị đau đầu. Mình sẽ thấy là kinh thái dương hoàng quang nó có đường nhánh đi lên đầu, và khi gây ướt trệ ở vùng đầu thì bệnh nhân sẽ biểu hiện ra đau đầu do khí huyết mình nó không có được thông đó. Thì mình nói như vậy là cơ chế bệnh sinh khi bệnh. Làm tại sao em phải bắt các anh chị nói được cơ chế bệnh sinh? Khi các anh chị nói được cơ chế bệnh sinh, các anh chị hiểu được bệnh thì các anh chị mới ra pháp trị được, mới ra bài thuốc được. Nói vậy thì từ từ để các anh chị sẽ quen thôi. Và cuối cùng mình lọc bát cương, các anh chị bát cương trên bệnh nhân này là nó nằm ở kinh túc thái dương hoàng quang, thì mình nó thuộc phần biểu do phần kinh lạc. Ha, bệnh này là bệnh thật chứng và biểu hiện này là biểu hiện hàng chứng. Bát cương thì phần lý luận cơ bản học rồi, các anh chị vui lòng mở coi lại lý thuyết giùm em. Cuối cùng mình sẽ ra cái chuẩn đoán xác định. Trong lớp có nhiều bạn chưa học cái lý luận á, trong đó có em luôn, nên là bây giờ có cách nào để mà tiếp thu bài của cô được cách tốt nhất không ạ? À? Tại vì tụi em chưa học cái môn lý luận cơ bản để học cổ truyền. Dạ, cái này thì cũng khá khó hiểu. Lý luận cái này nó lại chưa được học nhiều lắm rồi. Cái này thì em cũng chịu, các anh chị liên vui lòng liên hệ với đào tạo. Em cũng chả biết sao nữa, tại vì nói lại lý luận cơ bản thì mất luôn cái phần thời gian giảng bài của em. Nha các anh chị, cho nên là em chỉ nói sơ sơ lại thôi. Tại vì y học cổ truyền nền tảng là lý luận cơ bản, phải học được lý luận cơ bản mới học thông thể. Các anh chị hỏi lại đào tạo qua tại sao xếp mình vậy. Ha, hoặc là có thể sắp xếp mình học lý luận cơ bản song song được hay không. Chứ giờ em không có thể giảng mà một khoảng thời gian mà em giảng hai môn đôn vô được. Nha, các anh chị thông cảm. Rồi, một lát nữa em sẽ giới thiệu với các anh chị một số cái cuốn sách lý luận cơ bản để về mình đọc trước. Rồi, đây là cách ghi chẩn đoán. Thì các anh chị nhìn nè, cách ghi chẩn đoán, đông tây y gì giống nhau hết trơn. Thì chẩn đoán thì bao gồm tác nhân, tức là nguyên nhân á, cộng với vị trí gây bệnh. Ở đây em có ví dụ viêm gan B, thì tác nhân là virus viêm gan B. Vị trí gây bệnh là ở gan. Ví dụ viêm lết dạ dày do HB, thì tác nhân gây bệnh là con HB. Vị trí gây bệnh là ở dạ dày. Thì đông y nó cũng y chang vậy các anh chị nha. Ví dụ thận âm hư do gì đó, thận âm hư do thiên quý suy, thì tác nhân là do thiên quý suy. Vị trí gây bệnh là tạng thận. À, ví dụ thêm cái nữa, khí huyết ứ trệ ở kinh can, thì vị trí gây bệnh là kinh can nè. Nguyên nhân gây bệnh là khi do khí huyết ứ trệ. Đó là cách ghi chẩn đoán đơn giản nhất mà chính xác nhất. Anh chị nhớ giùm em, nó có hai ý thôi, nguyên nhân cộng với vị trí gây bệnh. Rồi, nguyên tắc số 2, anh chị nhớ luôn nằm lòng nguyên tắc chữa bệnh là chữa bệnh thì phải có bổ có tả. Bổ là gì mà tả là gì các anh chị? Các anh chị nào biết không? Bổ là gì mà tả là gì? Em nghĩ là bổ là những cái thuốc mà nó bổ bồi bổ cho cơ thể con. Rồi, những thuốc bồi bổ cho cơ thể. Còn tả là gì chị? Em nghĩ là sẽ trừ khử những cái bệnh có sẵn ở trong người, trong cái bệnh trạng. Mình được học lý luận cơ bản chưa chị? Chưa cô ơi. Chưa luôn cô ơi. Chỉ là hiểu một cách đơn giản thôi, để ta trình bày thôi, chứ chưa có được học lý luận cơ bản. Không sao các anh chị, lớp mình có ai học lý luận cơ bản rồi, nói cho em thử bổ là gì, tả là gì. Bổ là thường bổ về cái tạng con, còn tả là thường là mình sẽ chặn ở tạng mẹ. Tả là tả mẹ hả? Cứ gặp mẹ là tả, thôi cứ gặp con là bổ. Không phải. Đúng không? À, khi mà tà nó xâm nhập vô cái tạng nào, ví dụ như xâm nhập vô tạng phổi hay gì đó, thì con có tạng phổi là tạng gì, mẹ có tạng phổi là tạng gì. Nhưng mà tạng mẹ yếu quá thì mình phải bổ. Còn rồi, con mà mình phải tả nó lại. Rồi, cảm ơn anh. Còn anh chị nào có ý kiến khác không? Rồi, em có ý kiến ạ. Rồi, mời chị. Dạ, bổ là ở đây có nghĩa là bổ tả là hai cái khái niệm cơ bản khi mà mình điều trị cũng như là khám chữa bệnh á. Thì bổ á, có nghĩa là để dùng để có những cái phương thuốc để, hay là cái phương cách điều trị để bồi bổ cho cơ thể, những cái tạng phụ tạng trong cơ thể. Còn phần tả thì nó sẽ dùng để là điều trị bệnh là chính. Để rồi. Là... rồi, cảm ơn chị. Còn chị. Anh chị nào có ý kiến khác không? Rồi. Còn ý kiến nào nữa không các anh chị? Anh chị phát biểu nhiều lên để em biết là các anh chị đang hiểu như thế nào về vấn đề.
Thưa cô, theo em hiểu rồi thì là bổ thì tức là bổ sung, bồi bổ lên, còn tả thì tức là loại bỏ bớt. Kiểu rồi, tả là loại bỏ bớt. Còn anh chị nào có ý kiến không? Rồi, em nhắc một chút xíu về khái niệm bổ tả. Bổ và tả đều là hai phương pháp điều trị kỹ thuật cổ truyền nha các anh chị, chứ không phải là bổ là phương pháp phụ mà tả mới là phương pháp điều trị. Điều trị theo y học cổ truyền của mình nó có tới 8 phương pháp, người ta gọi là bát pháp ha. Nó đi song song với bát cương á, thì nó gồm có bát pháp, thì gồm có nè hãn nè, hạ nè, khổ nè, ôn hòa bổ tả. Thì em sẽ nói về bổ và tả. Bổ là gì? Theo tiếng Hán ngữ, bổ là thêm vào cái phần mình bị thiếu thì gọi là bổ. Tả là gì? Tả là bỏ bớt phần bị thừa đó. Thì các anh chị thấy là trong cơ thể của mình, khi nào mà mình có tình trạng thiếu hụt, ví dụ như là thận âm hư, tức là phần âm của mình đang bị thiếu á, thì mình dùng thuốc bổ âm vô, đó là một phương pháp điều trị nha. Rồi còn tả thì sao? Ví dụ các anh chị nào có ý kiến gì không? Còn nếu không có ý kiến thì các anh chị vui lòng tắt mic trong lúc em đang nói nha, chứ không nó bị nhiễu á. Còn tả, tả là khi tác nhân gây bệnh nó xâm phạm vào cơ thể của mình nha. Thì theo một nguyên tắc là cơ thể mình không giữ lại tác nhân gây bệnh, tức là nó bị thừa đó, thì mình dùng những bài thuốc, những phương pháp sao bóp, chất thuốc bấm huyệt hoặc uống thuốc để đưa nó đi ra ngoài, thì đó gọi là phương pháp tả và bổ. Nguyên tắc thứ ba là chữa bệnh thì phải có đóng và có mở. Đóng mở là gì? Đóng mở ở đây á, các anh chị hiểu nôm na là mình phải sử dụng đúng những biện pháp phù hợp với pháp trị của mình. Tới đây thôi, em nói sâu tại vì một số anh chị chưa học lý luận cơ bản, nó nhiều anh chị bị rối. Rồi, cái nguyên tắc thứ tư là bốn khái niệm: tiêu, bản, phản cấp. Bản là gì? Bản là nguyên nhân gây bệnh. Tiêu là bệnh mới xuất hiện gần đây nha. Hoãn là bệnh mãn tính. Còn cấp là bệnh cảnh lâm sàng cấp tính. Rồi, từ những khái niệm này người ta đưa ra một cái nguyên tắc là cấp thì trị tiêu, hoãn tắc thì trị bản. Có nghĩa là gì các anh chị? Có nghĩa là em nói luôn, bệnh lý nào mà cấp tính thì mình điều trị triệu chứng trước, bệnh lý nào mãn tính thì mình đi tìm nguyên nhân đó. Thì nói lại nha, bệnh nào cấp tính thì mình đi điều trị triệu chứng trước, bệnh nào mãn tính thì mình đi tìm nguyên nhân, cái gốc của nó để mình điều trị. Ví dụ có một cái cô cũng bị chảy máu cam vậy nha, hoặc có một cái anh ảnh đang bị một cái xương cá nó ghim vào trong cái dạ dày, cái này là cái xương cá này anh đó. Thì bệnh này là bệnh lý cấp hay mãn các anh chị? Bệnh lý cấp thì mình ngồi, mình không phải mình ngồi để mình tìm nguyên nhân gây xuất huyết là gì, mà cái nhiệm vụ mình sẽ làm mình làm gì các anh chị? Gấp cái xương ra. Đúng rồi, bên này thì phải lo gấp cái xương ra, rồi cầm máu cho người ta trước đi, bên này lo cầm máu để người ta không chảy máu cam nữa. Thì đó là mình điều trị triệu chứng, sau khi ổn định rồi thì mình mới đi tìm nguyên nhân là gì nha. Còn bệnh lý mãn tính như bệnh lý cơ xương khớp nè, thì mình mới đi tìm nguyên nhân để mình chữa gấp. Thì ý nghĩa của cái câu đó là vậy thôi. Đây là bát pháp hồi nãy đó, phép bổ với phép tả đó. Thì đây là 8 định hướng điều trị của y học cổ truyền, các anh chị phải nằm lòng. Y học cổ truyền của mình có rất nhiều bài thuốc, có trên 5.000 bài đó. Thì nói nhiều thì nhiều nhưng mà nó vẫn xoay quanh 8 định hướng điều trị này nha. Đầu tiên là hãn pháp, là phương pháp làm cho ra mồ hôi, hay người ta gọi là phát hãn đó, hãn là mồ hôi. Phương pháp thứ hai là thổ pháp, thổ là đất nha, hay gọi là phương pháp làm cho nôn hói ra. Hạ pháp là phương pháp tẩy và nhuận tràng. Hòa pháp là phương pháp điều hòa ổn định trong cơ thể của mình. Ôn pháp là phương pháp làm cho cơ thể của mình nó ấm đi. Thanh pháp là phương pháp làm mát đi. Tiêu pháp là phương pháp làm cho tiêu đi, mất đi. Bổ pháp là phương pháp chữa bệnh do chính khí hư, hay là đây nè, em để cái cụm từ này cho các anh chị dễ hiểu, đó là bù thêm cho cái đang bị thiếu đó, cái chính khí của mình thiếu á, hoặc là cái phần âm, phần dương, phần khí, phần huyết trong cơ thể mình bị thiếu thì mình sử dụng phương pháp bổ nha các anh chị. Rồi em hỏi bài chút xíu cho các anh chị dự đoán thanh pháp này mình điều trị cho nguyên nhân gây bệnh nào? Dạ, bệnh gì cô ơi? Đúng rồi, bệnh nhiệt. Các anh chị dùng cái chữ là bệnh nhiệt thì em nghe rất là mừng, nó đúng với y học cổ truyền. Còn cái chữ sốt á, nó là bệnh lý của Tây y, y học hiện đại. Thì từ từ em sẽ phân biệt rạch ròi cho các anh chị để mình không có bị lẫn lộn giữa chứng phát nhiệt và chứng sốt. Hiện nay một số anh chị ra trường đi làm cứ kêu phát nhiệt thành sốt không ạ? Cứ kêu phát nhiệt thì lấy
paracetamol dọn vô. Thiệt ra phát hiện có phải sốt không? Nó không phải các anh chị nha. Rồi các anh chị thử dự đoán đi, cái phương pháp ôn pháp là phương pháp điều trị cho tác nhân gây bệnh nào? Bệnh hàn cô ơi. Bệnh hàn chính xác ha các anh chị. Hàn thì nó sẽ có hàn tà và nội hàn. Hàn tà thì các anh chị biết rồi, nội hàn là cái hàn tự bên trong cơ thể mình sản sinh ra thì gọi là nội hàn. Thì đó, khi mà bị bệnh hàn á thì hay dùng ôn, nhiệt thì sử dụng thanh. Nên các anh chị hiểu bài hết trơn rồi đó. Hay là nguyên tắc kê đơn thuốc. Hiện nay có một số nguyên tắc kê đơn thuốc như sau. Thứ nhất, mình sử dụng bài thuốc cổ phương gia giảm, hoặc mình sử dụng đối chứng lập phương, hay còn gọi là bài thuốc tân phương đó. Tân phương là bây giờ nghĩ ra, còn bài thuốc cổ phương là dựa vào sách kinh điển hồi xưa. Cách thứ ba là sử dụng nghiệm phương. Nghiệm phương là kinh nghiệm các anh chị. Mà đã kinh nghiệm thì có kinh nghiệm đúng và kinh nghiệm không đúng nha. Hoặc là sử dụng khoa căn bản, hoặc là sử dụng dược lý trị liệu y học hiện đại. Thì các anh chị nhìn nè, cái phương pháp số 1 và phương pháp số 2 là phải biết biện chứng luận trị học cổ truyền mình mới làm được. Tức là từ tứ chẩn phương pháp khám, mình ra bát cương, mình ra được tổng cương á, rồi mình ra chẩn đoán, rồi mình mới đề ra bát pháp. Thì mình phải biết được biện chứng luận trị hay lý luận cơ bản y học cổ truyền làm nền tảng. Ba phương pháp còn lại thì các anh chị không cần tuân theo biện chứng luận trị học cổ truyền, nó có sẵn rồi, các anh chị cứ vậy mà các anh chị làm. Tuy nhiên bản thân quen làm thì em áp dụng phương pháp thứ nhất là cổ phương gia giảm. Mình là dân y học cổ truyền thì mình phải dựa được trên nền tảng là lý luận y học cổ truyền nha các anh chị. Và các anh chị cố gắng sử dụng hai nguyên tắc này để khi đó mình chữa bệnh nó mới tốt hơn. Rồi nghiệm phương là gì vậy? Nghiệm phương là kinh nghiệm gia truyền nè, kinh nghiệm dân gian nè, hoặc là kinh nghiệm của một cái nhóm nè, nhóm người nào đó thì gọi là nghiệm phương. Mà đã kinh nghiệm dân gian rồi thì có cái đúng, cái không đúng, cái hợp lý và cái bất hợp lý. Cái bất hợp lý thì bây giờ hiện tại mình cũng không xài nữa. Ví dụ một số cái ví dụ như là dùng bút ổi, lá ổi non để trị tiêu chảy, bây giờ những cái vùng miền núi người ta vẫn còn sử dụng cái này đó. Hoặc là dùng nước gừng nóng để mình trị nôn, dùng lá hẹ để trị ho, dùng lá mật gấu để trị đái tháo đường. Cái này các anh chị quá quen thuộc rồi, em đảm bảo luôn. Thì bây giờ đây là kinh nghiệm dân gian hồi xưa, bây giờ dược lý hiện đại người ta nhảy vô, người ta sẽ coi là tại sao hồi xưa dùng bút ổi non để trị tiêu chảy thì bây giờ mới phát hiện ra là trong bút ổi non có tannin, hay gọi là tannin đó, tiếng Anh là tannin còn tiếng Pháp là tannin. Để trị tiêu chảy thì cái tannin này nè, nó sẽ làm xe cái niêm mạc của ruột non lại, nó cầm tiêu chảy, làm cho nước ở trong niêm mạc ruột không đi ra ngoài được nữa, không gây tiêu chảy nữa. Thì đó là kinh nghiệm đúng đắn thì người ta vẫn giữ cho đến tận bây giờ. Nói chút xíu về đái tháo đường, tây y người ta làm cái gì? Tây y người ta có biện chứng luận trị giống mình không? Thì xin thưa với các anh chị, nó y chang luôn, không khác gì hết trơn á. Người ta cũng đi từ triệu chứng, người ta đi tìm cơ chế bệnh sinh, người ta mới ra được chẩn đoán cụ thể, rồi người ta mới điều trị. Cũng y chang, nhưng mà cũng hệ thống y chang như mình. Ví dụ một người bị đái tháo đường nha, một người bị đái tháo đường, chứ không phải là các anh chị nghe đái tháo đường thì suối bệnh nhân là uống lá mật gấu đi, uống khổ qua đi ha, hoặc là uống thuốc này thuốc kia đi, thì nó không phải, đó không phải là điều trị. Đó là mình đang đi truyền tin chứ không phải là người điều trị. Người điều trị là cái gì? Người đó bị đái tháo đường, cơ chế là gì ha, rồi sử dụng nhóm thuốc nào là phù hợp, đó là tây y người ta xài. Còn y học cổ truyền thì mình sẽ biện luận như thế nào? Các anh chị coi đây là một cơ chế bệnh sinh của bệnh nhân đái tháo đường đó nha. Thì từ bệnh lý y học hiện đại mình sẽ tương quan nó về bệnh lý của y học cổ truyền và mình lập ra cơ chế bệnh sinh của y học cổ truyền, khi đó mình mới dựa vào đó để mình điều trị bệnh nhân. Cho nên là khi dạy những lớp các anh chị lớn tuổi thì em nhắn nhủ hoài là các anh chị hạn chế tư vấn cho bệnh nhân nếu mình không có cơ sở khoa học chính xác. Tại vì sao? Tại vì người dân của Việt Nam á, người ta chưa phát triển như nước ngoài. Mà thứ hai, nhân viên y tế nói là người ta tin, ta tin liền á, ta tin sát cổ. Ví dụ tại vì đái tháo đường phải không, và mua dây uống qua về uống cho tôi, nó hạ đường liền khỏi cần phải uống thuốc tây. Các anh chị có nghe vậy bao giờ chưa? Chắc chắn là có. Thì em không khuyến khích hoặc là cấm các anh chị làm vậy luôn, tại vì nó sẽ ảnh hưởng tới người bệnh. Mình xuống người ta uống vậy mà mình chưa biết là người đó bị thể nào, mình chưa biết trong cơ thể của người ta bị cơ chế bệnh sinh nào, thì mình đừng xuống người ta sử dụng thuốc nha các anh chị. Nhớ giùm em này, cái tư duy này thì em sẽ nói nhắc hoài luôn á, từ bài này qua bài khác em đều nhắc tới, với mục đích là mong các anh chị cải thiện hơn. Thì ví dụ đây là cơ chế bệnh sinh của bệnh lý đái tháo đường, mình chiếu qua theo đông y. Đông y thì không có khái niệm đái tháo đường nha, chỉ có một số chứng mà gọi là chứng tiêu phát đó, nó tương đương với học cổ truyền. Chứng tiêu phát thì có triệu chứng là gì? Ăn nhiều nè, uống nhiều, tiểu nhiều và gầy nhiều. Thì đó, thì khi mà các anh chị ra được cái nhóm triệu chứng này rồi thì mình sẽ suy ra được cái nhóm bệnh lý. Thì ở đây có một số bệnh lý là phế âm hư, vị âm hư, thận âm hư, thì tùy vào thể bệnh mình mới đưa ra thuốc nha. Cái thứ ba là toa căn bản. Toa căn bản này thì không cần phải biết lý luận cơ bản gì hết. Toa căn bản này là một cái toa
do bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng hồi thời còn chiến tranh đó, thì ông nghĩ ra nha, ông cứ để phổ thông như vậy để ai cũng có thể làm được, tại vì hồi xưa ít bác sĩ lắm. Ví dụ như là nhuận tiểu thì sử dụng rửa chanh, nhuận gan thì dùng rau má, nhuận tràng thì dùng trâu, nhuận huyết thì dùng cỏ mực. Thì cái cách làm này á, bây giờ người ta ít xài tại nó ít có cơ sở nha các anh chị. Đây các anh chị sẽ coi hai tác phẩm của bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng để lại là Toa căn bản và Phương pháp dưỡng sinh. Khi các anh chị học qua tính cái môn mà phương pháp không dùng thuốc học dưỡng sinh đó, thì các anh chị sẽ học cái này rất là nhiều. Rồi thêm một cái phương pháp điều trị nữa, đó là dược lý trị liệu y học hiện đại. Dược lý y học trị liệu y học hiện đại này mấy bạn Minh Dược thích lắm, tại vì nhóm dược bây giờ đang lấn sân qua dược liệu y học cổ truyền rất nhiều. Các anh chị sẽ thấy nè, những công ty dược đó, nó giàu lên nhờ dược liệu y học cổ truyền, ví dụ như là OBC, ví dụ như Phyto Phạc Ma. Biết có một số anh chị nào biết những công ty dược đó hay không, nó chuyên sản xuất về sản phẩm y học cổ truyền đó. Nhưng nó chả biết gì về học cổ truyền cả, nó không cần biết lý luận cơ bản, thì nó làm sao, nó cứ làm theo dược lý của y học hiện đại thôi, tức là phân tích trong hoa hòe có thành phần gì để bền thành mạch hay không, rồi sử dụng hoa hòe để điều trị suy giãn tĩnh mạch chi dưới, ví dụ phân tích rễ nhầu có công dụng nào để hạ áp hay không, rồi sau đó sử dụng rễ nhầu để làm thuốc hạ huyết áp, ví dụ phân tích ra trạch tả mã đề có thành phần hóa học nào để lợi tiểu hay không, nếu có thì áp dụng trạch tả mã đề để làm thuốc hạ huyết áp. Đó là dược lý hiện đại. Thì các anh chị muốn theo định hướng nào cũng được, tuy nhiên nếu các anh chị định hướng y học cổ truyền rồi thì các anh chị nhớ giùm em, các anh chị theo định hướng là bài thuốc cổ phương chứ không phải dược lý hiện đại nha. Bài thuốc cổ phương là mình phải học lý luận cơ bản. Rồi xu hướng hiện nay tại các bệnh viện lớn người ta làm là gì, trong đó có bệnh viện y học cổ truyền phố, có viện y dược học dân tộc, người ta đang làm là điều trị bệnh nhân theo bài thuốc cổ phương hoặc bài thuốc tân phương cũng được, nhưng phải dựa trên biện chứng luận trị của y học hiện đại, y học cổ truyền. Và song song đó người ta đi nghiên cứu những bài thuốc cổ phương này nè dưới cái góc nhìn của dược lý hiện đại là nói là cái gì thôi. Đó, chỉ có hai xu hướng này. Rồi cách cấu tạo một bài thuốc thì các anh chị nhớ cho em nguyên tắc tương tác thuốc. Bên dược lý hiện đại nó có nguyên tắc tương tác thuốc, thì bên y học cổ truyền của y chang luôn cũng có nguyên tắc tương tác thuốc. Và cái này 2000 năm về trước, trước khi y học hiện đại phát triển thì người ta đã nghĩ ra rồi, tức là đông y mình đi trước á, thì nó có nguyên tắc là tương tu nè, tương xử nè, tương úy nè, tương sát, tương ố và tương phản. Các anh chị tìm hiểu cho em thêm tương tu là gì, tương xử là gì, tương úy là gì, tương sát là gì, tương ố là gì và tương phản là gì. Anh chị nào học vào trong dược thừa kế rồi thì phải được nói những cái này để biết. Rồi mình sẽ đi qua nguyên tắc quân thần tá sứ của một bài thuốc. Người ta gọi là một bài thuốc thì lúc nào cũng có một vị thuốc làm vai trò chính, còn vị thuốc đó là quân, quân dược. Quân dược thì nhiệm vụ của nó làm gì? Nó điều trị triệu chứng chính của bệnh hay nó để chữa nguyên nhân gây bệnh. Đây thì gọi là quân dược. Thần dược thì làm gì? Vua rồi tới thần nè các anh chị. Thần dược thì làm tăng hiệu quả điều trị của ông này, của quân dược lên, đồng thời là chữa những cái triệu chứng xuất hiện sau hay là chữa những triệu chứng xuất hiện phụ. Rồi tá dược thì để chữa những triệu chứng phụ. Và sứ dược thường trong thuốc y học cổ truyền là cam thảo đó, thì thường là sử dụng làm sứ, có nhiệm vụ là đưa thuốc tới tạng phủ, đưa thuốc tới kinh mạch. Rồi một số cách biến hóa bài thuốc trên lâm sàng nha các anh chị. Đầu tiên mình có thể biến hóa từ bài thuốc cổ phương thành một bài thuốc mới bằng cách tăng giảm vị thuốc, hoặc là mình thay đổi cách phối ngũ đi, hoặc là mình thay đổi liều của bài thuốc đi, hoặc là thay đổi của dạng thuốc luôn. Thay đổi dạng thuốc là sao? Ví dụ thuốc này là thuốc thang, mình thay đổi thành thuốc thuốc hoàng, hoặc mình thay đổi thành siro, hoặc mình thay đổi thành cao thuốc, hoặc là viên nén, thì đó là thay đổi dạng thuốc. Các anh chị nhớ cho em, các anh chị biến hóa gì biến hóa, nhưng quân dược không được thay đổi nha. Quân dược thì không được thay đổi. Tại vì sao? Các anh chị nào đang mở rồi mình tiếp tục. Các anh chị chịu khó là mình phát biểu xong rồi mình tắt tiếng nghe, chứ không để gián đoạn cái bài học. Thì quân dược trong bài thuốc không được thay đổi, biến hóa gì biến hóa, nhưng quân dược là không được thay đổi, tại vì nó là để điều trị nguyên nhân chính của bệnh, nguyên nhân chính gây bệnh hoặc là triệu chứng chính của bệnh. Anh chị nhớ, ví dụ em có bài mai hoàng thang, bài thuốc mai hoàng thang gồm có mai hoàng, quế chi nè, cam thảo, thì vị mai hoàng làm quân, thì em có biến đổi gì biến đổi cũng không được thay đổi vị trí của mai hoàng. Đó, nó là như vậy. Đây là các dạng thuốc thường gặp trên lâm sàng, anh chị sẽ nhìn nha. Mình có dạng đầu tiên là dạng gì các anh chị?
Dạng này là dạng gì đây các anh chị? Là dạng nước. Dạng nước, hay còn gọi là thuốc sắt đó. Dạ. Dạng này là dạng gì các anh chị? Dạng nước, dạng bột. Dạng bột hay mình còn gọi là thuốc. Thuốc gì các anh chị? Thuốc tán. Đúng rồi, chính xác, thuốc tán. Mình hay nghe cái câu là cao đơn hoàng tán đó. Cao nè, đơn nè, hoàng nè, tán. Thì đây là thuốc tán. Đây là thuốc gì các anh chị? Cao. Thuốc cao. À, rồi chính xác, nó là cao lỏng, nó còn là cao đặc nữa. Đây là dạng thuốc gì các anh chị? Rượu thuốc. Rượu thuốc. Rượu thuốc, chính xác. Rượu nó cũng là một dạng thuốc nha, chứ không phải rượu để uống chơi đâu các anh chị. Đây là dạng gì? Thuốc thể. Thuốc hoàng. Hoàng. Thuốc hoàng. Đây là dạng thuốc gì các anh chị? Nước. Đây là dạng thuốc gì? Trà phải không? Đúng rồi, chính xác, dạng trà thuốc. Anh chị nhận diện được hết trơn rồi đó. Thuốc thang nè, thuốc tán nè, thuốc cao, thuốc rượu, viên hoàng hoặc viên tể. Cuối cùng là trà, nó còn nhiều dạng nữa. À, nếu mà có dịp chị bào chế thì em sẽ hướng dẫn cho các anh chị nhiều cái dạng thuốc hơn nữa. À, mình nhìn ha. Một số vấn đề khi sắc thuốc, mấy cái áo này chắc anh chị quen quá rồi. Các anh chị có ai đã trải nghiệm uống thuốc y học cổ truyền chưa? Dạ rồi các... cô ạ. Sao chỉ có một bạn thôi, phải nhiều chứ? Dạ rồi cô. Dạ chưa cô ơi. Chưa luôn. Thì em khuyến khích các anh chị thử trải nghiệm thuốc y học cổ truyền đi. Các anh chị nó sẽ thấy là nó khác thuốc tây liền hoàn toàn. Không phải là em dạy, em làm nghề người trong ngành em nói quá đâu. Các anh chị thử trải nghiệm một lần đi, mình sẽ thấy người mình nó khác liền so với lại thuốc y học hiện đại. Nghe. Thì đây là cái gì đây các anh chị? Em đang chỉ mũi tô. Thuốc sắt. Đang sắc thuốc. Cái siêu để sắc thuốc. Cái siêu để sắc thuốc, chính xác. Đây là siêu sắc thuốc đời đầu luôn á. Đời đầu của Trung Hoa nghĩ ra. Và người ta gọi nó là cái ấm quả cam. Tại vì cái màu và cái hình dạng của nó giống quả cam. Còn đây là siêu sắc thuốc của Việt Nam. Những đời sau mình chế biến lại. Cái này quen thuộc với các anh chị hơn rất nhiều. Còn đây là người Trung Hoa xưa người ta sử dụng để sắc. Ha. Còn những cái ấm này là ấm điện. Giờ các anh chị sẽ sắc bằng này nhiều hơn. Rồi, tại sao mình lại phải sắc thuốc bằng cái siêu có hình dạng như vậy? Các anh chị nào nghĩ ra không? Nó mới đạt được cái nhiệt độ mấy trăm độ xe không? À, chính xác. À, nó phải đạt. Các anh chị nhìn cái cấu tạo của cái này, đầu tiên nó phải làm bằng đất sét nung. Đất sét nung, đất sét đỏ nung lên. Thì có một cái vòi ở đây là cái miệng thuốc. Ở đây là một cái tay cầm. Và cái phần bình của nó phải phình ra. Hoặc là nó như hình tròn, như hình quả cam. Thì các anh chị thấy khi nhiệt đây nè, nó đốt lên. Từ từ nóng dần. Thì nhiệt độ ở trong cái ấm này, nó rớt vào nhiệt độ là 250 độ C. Còn khi mà mình càng chụm lửa lên, chụm rất nhiều, có thể lớn hơn 300 độ. Nhưng nó hay một cái là lượng nhiệt trong này luôn duy trì ở mức 250 độ C. À, nó hay như vậy. Thì nhiệt độ 250 độ C là nhiệt độ dễ tách dược liệu đi vào trong nước nhất. Dược liệu mà dạng thành phẩm, các anh chị ví dụ như cam thảo nè, đổ trọng nè, xài hồ, tất cả các chuyện dược liệu thì nó dễ, hợp dược chất của nó dễ đi vào nước ở nhiệt độ 250 độ C. Thì hồi xưa người ta chả biết nhiệt độ là gì, người ta cũng chả biết áp suất không khí là gì, nhưng mà người ta chế ra được cái ấm này, thấy nấu thuốc á, thì nó đạt được chất lượng tốt nhất. Mình thấy phục người xưa là ở chỗ đó. Rồi tiếp tục, anh chị cho em biết là mình có nên sử dụng nấu thuốc bằng những cái ấm này không nếu mình không có ấm đất nung? Dạ không cô. Rồi tại sao vậy anh? Tại vì nó không đủ nhiệt. Cái thứ hai nữa là cái chất mà của ví dụ như nội thiết thì nó sẽ ra cái chất của cái thiết là ảnh hưởng tới cái vị thuốc cô. Rồi, một ý kiến, còn anh chị nào có ý kiến khác không? À, thêm một cái nữa là cô sắc bằng cái bình này là những cái chất trong thuốc đó, nó sẽ bị bay hơi hết. Nó mất đi cái chất, những chất của thuốc. Mất đi chất thuốc. Còn ý kiến nào khác không thế anh chị? Nó không có đúng với chất liệu á cô. Rồi, nó không đúng chất liệu. Bây giờ các anh chị nó đúng hết á. Em có nghe thêm nhiều ý kiến nữa. Anh chị đang nghĩ ra ý tưởng nào khác không? Tại sao không nấu mấy cái ấm này? Tác dụng với thuốc thôi. Rồi, tác dụng với thuốc. Tiếc một cái là em không có gặp các anh chị trực tiếp để em trình bày trên bảng nhiều cái kiến thức hơn. Thì mình có ấm bên này là ấm nhôm các anh chị. Ấm nhôm làm bằng nhôm. Hoặc là làm hợp kim. Thì hợp kim gồm có nhôm, nhôm sắc nhôm 3 đó, cộng với sắt 2. Gọi là hợp kim. Thì khi các anh chị nấu lên, thì nhôm nó tương tác với thành phần axit của thuốc. Nha, nó sẽ tạo kết tụ. Và cái kết tổ của nhôm và kết tổ của sắt đi vào trong cơ thể thì sẽ gây suy gan và suy thận. Tương tự cái ấm sắt bên này cũng vậy.
cái sắc 2, sắc 3 thành phần cấu tạo trong cái ấm này nè, nó kết hợp với flavonoid trong thuốc, thì thuốc y học của truyền của mình đó, thành phần hóa học chủ yếu là flavonoid anh chị, nó sẽ có cái gốc axit, axit nó kết hợp với sắc 2, sắc 3 nó gây nóng và các anh chị uống vào thì nó sẽ gây hại thật nha. Còn cái ấm thủy tinh này thì mình quá biết rồi, nó không gây hại, nhưng mà nấu là khỏe, đâu nấu được đâu, chỉ dùng nó để hãm trà thôi, làm trà thuốc thôi các anh chị. Thì một câu hỏi nữa đưa ra để các anh chị suy nghĩ, có nên rửa thuốc trước khi nấu không? Tức là tôi tránh sơ cái bụi, cái chất bụi á thôi, chứ còn không cũng nên tránh qua cái nước sơ qua để nó rửa mấy cái bụi bẩn luôn. Rồi tùy theo bụi, tùy theo thuốc thôi, tùy là thuốc cụ thể đi em. Có những quán cách mình rửa hết. Rồi. Thì là thuốc. Linh Chi mà nếu mình rửa qua thì cái bột đó rất là tốt, mà mình rửa qua thì nó sẽ mất đi chất luôn. Rồi, còn ý kiến nữa. Ý kiến nào nữa không anh chị? Học buổi tối buồn ngủ lắm á, cho nên lúc mình phát biểu cho nó đỡ chán đó anh chị. Theo quan điểm của em thì khi thuốc mà đã sắc thì không cần rửa, bởi vì khi mà đã điều chế thuốc thì người ta đã rửa sơ chế ngay từ đầu, bởi vì có một số vị thuốc người ta phải sao tẩm, nếu mà sao tẩm ướp mà mình đem rửa thì nó không còn, nó mất đi một phần tác dụng của cái thuốc đấy, cho nên là khi thuốc đã được điều chế lên thành than thì đã không cần phải rửa nữa. Không cần phải rửa. Còn ý kiến nào nữa không anh chị? Mình phải nắm được nguyên tắc để bệnh nhân hỏi thì mình trả lời nha. Em thấy các anh chị mỗi người tư vấn một kiểu khác nhau cho bệnh nhân, thì mới vừa quay qua hỏi người này kêu rửa, quay qua hỏi người kia nó không rửa, thì cuối cùng bệnh nhân không biết làm gì hết trơn. Thì em hay khuyên bệnh nhân là rửa nước, rửa bằng rửa thuốc dưới vòi nước chảy nhanh, tức là rửa sơ như các anh chị nói đó. Tại vì sao, không biết các anh chị có dịp đi thăm những cái làng nghề người ta phơi thuốc chưa, thì phơi thuốc á phải phơi dưới một cái sân rất là rộng, ngay cả những bệnh viện trên thành phố người ta phơi thuốc người ta cũng phơi ở trên cái sân thượng. Các anh chị biết rồi, bụi thì có mặt ở khắp nơi, nó sẽ bám vào thuốc liền đó. Những nơi mà người ta làm không đảm bảo chất lượng thì chắc chắn bụi nó bám vô là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mình không loại trừ được thuốc bảo vệ thực vật. Thuốc bảo vệ thực vật thì người ta trồng cái thuốc đó các anh chị, thì nó bám vô đó luôn á nha. Có một cái câu mà các thầy cô lớn tuổi người ta nói mà em nhớ hoài, đó là thuốc y học cổ truyền nó khác với thuốc tây y đó. Nó khác ở một cái chỗ là thuốc y học cổ truyền nằm trên bàn là thuốc, nhưng mà rớt xuống đất là thành rác rồi đó. Anh chị thử ngẫm ra coi đúng không? Tại vì thuốc y học cổ truyền của mình á, nó không được kiểm định cả khâu đầu vào lẫn khâu đầu ra chặt chẽ như thuốc tây y. Cho nên mỗi nơi làm mỗi khác. Mà nếu như nơi nào làm không đúng quy trình, không sạch sẽ, làm theo kiểu thủ công tại gia đình á, thì các anh chị sẽ thấy nó không đảm bảo chất lượng. Thì thôi, thì để kỹ lưỡng cho bệnh nhân, thì mình sẽ hướng dẫn bệnh nhân là rửa nước nhanh dưới vòi nước nha các anh chị. Đó là cái cách em hay hướng dẫn bệnh nhân. Còn các anh chị hướng dẫn thì tùy quan điểm của mỗi người thôi. Các anh chị suy nghĩ là có nói bệnh nhân rửa hay không rửa. Và theo em là nên rửa đó. Đó, giống như là hai cái ý tưởng này gặp nhau vậy. Cãi nhau ngoài thôi. Rồi, đây là kỹ thuật sắc thuốc. Thì mình chia ra làm hai nhóm thuốc. Một là nhóm thuốc lấy khí, hai là nhóm thuốc phát tán. Nó dễ hiểu theo dược lý hiện đại là nhóm thuốc lấy tinh dầu đó các anh chị nha. Cái thứ hai, nhóm thuốc lấy vị hay là lấy những nhóm thuốc cổ đó, vừa lấy khí vừa lấy vị, thì hai cái cách đun sôi khác nhau. Các anh chị nhìn bên này, đầu tiên là thuốc lấy khí thì mình ngâm từ 10 đến 15 phút, rồi đun từ từ đến sôi 10 đến 30 phút, rồi mình rót ra mình uống nóng luôn nha, chứ mình không đun lâu. Tại vì đun lâu thì những cái thuốc chứa tinh dầu này bay hơi đi ra ngoài hết trơn luôn. Kể cả các anh chị hãm những lá trà mà nó có chứa nhiều tinh dầu, ví dụ như là trà quế, trà gừng, trà bạc hà, nguyên tắc các anh chị hãm trà là các anh chị phải đậy nắp lại để hạn chế cái chuyện thất thoát tinh dầu đi ra ngoài. Rồi, bên nhóm thuốc bổ hay là thuốc vừa lấy khí vừa lấy vị, thì các anh chị nhìn nè, mình sẽ xếp dược liệu cứng và rắn để dưới đáy nồi, rồi sau đó dược liệu nhiều tinh bột mình để lên trên, rồi nhỏ nữa thì mình để lên trên nặng nữa. Cuối cùng, cái phần ở bên trên là dược liệu mỏng, dược liệu nhỏ như là hồng hoa nè, như là hồng hoa, như các cánh nè, như cam thảo, những cái vị mà nó nhẹ là hoa, là lá thì mình để lên trên. Thì các anh chị sẽ nấu hai lần, lần một 600ml nước hay 6 chén nước khô còn một chén. Nha các anh chị, thì còn khoảng 100ml, lần 2 là 300ml, 3 chén thì cô còn nửa chén. Rồi sau đó các anh chị mới trộn hai này lại với nhau, chia ra hai lần, sáng uống một lần, chiều uống một lần. Thì ở dưới quê á, ông bà của mình hay người dân á, người ta hay làm sai một chỗ, tức là có thang thuốc về, buổi sáng ta nấu lần thứ nhất, người ta uống luôn hết cái phần này.
và buổi chiều người ta lấy cái bã đó người ta nấu thêm lần nữa, người ta uống hết phần này, thì như vậy nồng độ thuốc của buổi sáng nó sẽ đậm đặc hơn buổi chiều, như vậy nó sẽ không có hiệu quả tối đa. Các anh chị nhớ là nấu luôn, nấu hai lần trộn lại uống sáng chiều nha. Hoặc là nếu như bệnh nhân không có điều kiện ngồi mình canh lửa thì các anh chị khuyến khích bệnh nhân mua cái ấm điện, ấm điện nó tự canh nhiệt độ hết luôn, thì mình nấu ra, nhưng cũng nấu hai lần, nấu hai lần rồi trộn lại vào chia uống sáng chiều. Em nói vậy các anh chị hiểu không? Dạ hiểu. Rồi mình tiếp tục, chỗ nào không hiểu thì cứ nói em nói lại nha các anh chị, tại vì học buổi tối đã chán rồi mà không hiểu nữa nó chán lắm. Dụng cụ sắc thuốc tốt nhất là siêu đất, tổng kết lại, dụng cụ sắc thuốc tốt nhất là siêu đất, siêu sành, không dùng nồi kim loại để tránh sự biến chất của các vị thuốc như nãy em nói đó. Sắt và nhôm kết hợp với lavon ở trong thuốc nó sẽ kết tủa. Cách sắt thông thường là mình đổ nước sạch ngập các vị thuốc đi, rồi nếu như các vị thuốc nó nổi lên nước thì khi sắt các anh chị phải khuấy thường xuyên để cho nó hòa tan á, hợp chất của nó hòa tan trong nước. Rồi trước khi sắt thuốc thì nên ngâm thuốc, ngâm từ 10 đến 15 phút nha. Rồi đây là một số dạng. À, mình cùng nhau mình kiểm tra lại về dược liệu của mình đi ha. Các anh chị biết hết cái dược liệu này không? Cái này là gì các anh chị? Bạch hà. Bạch hà. À, đây là tí tô. Tí tô hay kinh giống? Kinh tô. Tí tô. Tí tô. À, em uống đậu ấm thần rành quá rồi. Cái này là thuốc tán. Cái này là gì các anh chị? Hạt luôn. À, là gì các anh chị? Thạch gì? Thạch cao, chính xác. Thạch cao làm thuốc á. Này là gì các anh chị? Cao. Cao. Mình hay sử dụng cao gì? A dao cô ơi. Đúng rồi, a dao. Được làm từ gì các anh chị? Làm từ da châu. Da châu. Da dê ấy cô. Bảo giấy là da dê ấy cô. Da dê, còn con nào khác nữa không? Chính xác đi. Da lừa. Da lừa là chính xác ha. Da trâu, da dê, da lừa khác nhau thì các anh chị khác nhau về thành phần á, thành phần hóa học á khác nhau. Thì cao a dao nó làm từ da lừa nha. Ở bên da lừa cao a dao tốt nhất là ở bên Trung Quốc á, nó có đông a dao và tốt nhất so với Việt Nam của mình. Cái này là vị thuốc gì đây các anh chị? Như là thạch huyết minh đúng không? Thạch huyết minh. Anh chị có ý kiến khác không? Cái này các em đang chỉ này nha, cái mũi tên nè. Để chăng trong mẫu không cô? Chân trong mẫu, chân trong mẫu là mình được làm từ gì chị? Dở con sò. Cái này cái củ chính lỗ gì tóc hen quên. Củ chính lỗ. Đây là vỏ sò đúng không chị? Vỏ sò đó. Rồi, đây là gì các anh chị? Đây dễ nè. Xuyên muối mẫu, Việt Nam hoặc xem. Đúng rồi, chính xác, xuyên muối mẫu ha. Xuyên muối mẫu của Trung Quốc thì nó có hai loại. Các anh chị biết loại này của Trung Quốc hay Việt Nam không? Cái đó của Trung Quốc. Nhìn vào đâu để mình biết của Trung Quốc? Trung Quốc thì nhỏ hơn. Rồi các anh chị phân biệt. Tại sao mình lại phân biệt xuyên muối mẫu của Trung Quốc và của Việt Nam? Hoặc là của Trung Quốc và của Campuchia bên Thái Lan cộng. Tại vì hàm lượng hợp chất trong xuyên muối mẫu của Trung Quốc là cao nhất. Và nhìn đâu để nhận biết được, các anh chị nhìn cái đốt ở giữa. Của Trung Quốc thì nó căng, nó phình và nó bự hơn. Chứ không phải nhìn cái hạt. Nhìn cái đốt giữa các anh chị nha, của Việt Nam thì nhỏ xíu, này của Trung Quốc. Cái này là gì các anh chị? Anh chị biết được, anh chị nào biết được cái này? Cỏ chanh đó cô. Cỏ chanh. Chị nào có ý kiến khác không? Cái này mắc cỡ không? Cái mắc cỡ. Có ý kiến nào khác không các anh chị? Giống nhân trần đó cô. Cái gì em nghe chưa rõ chị? Nhân trần ạ. Nhân trần. Còn ý kiến nào nữa không các anh chị? Bỏ xước. Có tước không cô? Bỏ xước. Rồi em sẽ giấu cái đáp án này để hôm sau sẽ hỏi nha. Đáp án đây nè. Để hỏi các anh chị có tìm ra nó là gì không. Nhân đây cái này. Để kiểm tra bài cũ á. Đúng quá vậy trơn. Rồi đây là kinh nghiệm lâm sàng khi sử dụng thuốc y học cổ truyền. Anh chị nhớ đó cũng có một vài kinh nghiệm thôi. Các loại thuốc mà chứa nhiều tinh dầu á, khi thuốc gừng sôi thì các anh chị mới dùng nó vô. Giống như là các anh chị nấu thuốc xong, nấu nồi thuốc xong cảm cúm, thì không phải là mình dùng nó vô từ đầu đâu các anh chị, mình phải nấu nước sôi. Nước sôi rồi mới dùng. Ví dụ như là quả chanh, quả quýt, quả bưởi, xả, gừng, hoặc là tràm, lá huynh diệp chẳng hạn,
thì các anh chị mới dục vô rồi đẩy nắp lại liền để làm cho tinh dầu nó không đi ra ngoài. Rồi các loại mà kim thạch như thạch cao, đại giả thạch hay thạch quyết minh thì cần giả nát, tại vì nó cứng, nó chắc, phải sắc 10-15 phút rồi mới cho những loại thuốc còn lại vào. Cái thứ ba, nếu như thang thuốc nào có a dao, ví dụ như những vị thuốc bổ âm, người ta hay bỏ a dao vô, hoặc là có xuyên bối mẫu, có thuốc cán, thì sau khi sắc xong thì các anh chị mới cho này vô, cho xong thấy đều lên và uống thôi các anh chị. Cái này nó đã hòa tan rất là lẹ. Ma hoàng thì cho vào sắc trước, và khi thấy nhiều bọt thì các anh chị hớt bỏ nó ra. Tại sao vậy? Tại vì ma hoàng rất nhiều rễ con nha. Là các anh chị biết sơ chế ở Việt Nam người ta làm rất là ẩu. Ma hoàng trước khi đưa vào làm thuốc thì phải cắt bỏ rễ con đi. Nhưng phần sơ chế ẩu quá, người ta để rễ con nhiều, thì khi nấu những cái rễ con này nó đi theo bọt, nó đi lên trên. Mà các anh chị nấu, các anh chị không vớt bọt ra thì bệnh nhân uống vào ngay lập tức người ta ho liền. Người ta ho hoàn toàn sạch. Vì sao? Vì rễ con của ma hoàng bám vào trong niêm mạc của cổ họng, kích ứng khi ho các anh chị. Ho rất nhiều, cái này vị rất nhiều. Cho nên là nhắc đi nhắc lại, những thang thuốc nào có ma hoàng, ví dụ ma hoàng thang, thì các anh chị phải vớt bọt, nó ra nhiều bọt lắm, mình phải rớt, có cái sạch thì mới cho bệnh nhân uống. Tiếp tục, các loại thuốc dạng hạt như là toan tấu nhân, như là hạnh nhân, như là bá tử nhân, như là đào nhân, hoặc là nhục đậu khấu, thì trước khi nấu anh chị giã nhỏ ra, cho hợp chất của những cái dược liệu đó nó dễ hòa tan trong nước. Cuối cùng, những thang thuốc có hạt nhỏ như là sa tiền tử, như là tô tử, hạt tiết tô đó, lịch linh tử, những cái vị thuốc có lông nhỏ như tỳ bà diệp, cái lá tỳ bà diệp với các anh chị, thì một mặt thì nó trơn trụi, còn một mặt thì dưới nó lông quá trời lông. Nếu như mình không kỹ lưỡng, mình dục vô trong cái thang thuốc mình nấu luôn, thì cái lông của tỳ bà diệp nó giống như những cái rễ nhỏ của mai hoàng hồi nãy, nó cũng gây kích ứng, gây ho, ho sặc sụi luôn đó các anh chị. Thì những cái vị thuốc này kỹ lưỡng là cho vào một cái gói nhỏ, giống như một cái gói giấy mà các anh chị hay nấu gia vị phở đó, thì các anh chị cho vào túi vải hoặc túi giấy đó, rồi dục vô trong cái nồi thuốc nấu, chứ mình không có nấu chung với những vị thuốc còn lại. Rồi đây là một số cách uống thuốc. Cái này bệnh nhân cũng hay hỏi mình nhiều lắm. Thì mình có nè, thuốc điều trị bệnh hàn. Thì bệnh thuộc phần dương á, thì uống ấm hoặc nóng. Thì các anh chị nhìn nó cũng là quy luật âm dương thôi nha. Đây bệnh hàn thì phải uống nóng, lấy nhiệt cân bằng lại. Thuốc trị bệnh nhiệt thì mình uống nguội nha, âm dương cân bằng trở lại. Những thuốc trị bệnh đường tiêu hóa như viêm dạ dày đại tràng thì uống trước bữa ăn, cho nó thấm vào trước đi, rồi đồ ăn thức uống đi vô nha. Chứ không mà các anh chị uống cùng lúc với bữa ăn thì theo nguyên tắc là cái dạ dày của mình nó sẽ hấp thu đồ ăn trước khi hấp thu thuốc. Những cái thuốc mà dưỡng tâm an thần trị thức miên thì nên uống trước lúc đi ngủ một tiếng nha, để khi mà thuốc nó đi vào trong cơ thể của mình thì nó dễ đưa bệnh nhân vào trong giấc ngủ luôn. Thuốc trị thượng tiêu, nếu muốn kéo dài tác dụng thì nên uống trong lúc ăn, uống trong lúc ăn luôn. Thuốc trị hạ tiêu thì muốn tác dụng nhanh thì nên uống trước ăn. Trước ăn tại vì sao? Tại vì các anh chị uống rồi bắt đầu nó đi từ thượng tiêu xuống trung tiêu xuống hạ tiêu. Rồi trong quá trình mà thuốc đi xuống hạ tiêu thì lúc đó các anh chị mới ăn. Thì thuốc nó đang tác dụng ở hạ tiêu. Cách uống thực tế hiện nay là gì? Đó là những cách uống hồi xưa. Bây giờ mà các anh chị nào làm trong bệnh viện thì các anh chị thấy người ta không thuộc vậy nữa. Tại bệnh nhân đông quá. Bác sĩ cũng có thời gian, y sĩ cũng có thời gian. Trong bệnh viện y sĩ là cực nhất để chạy tới chạy lui hướng dẫn bệnh nhân. Thì nếu như không có cái bệnh lý nào đặc biệt cần dặn dò thì mình có thể hướng dẫn bệnh nhân uống thuốc như sau. Bệnh nhân ăn sáng, bệnh nhân uống thuốc y học hiện đại, rồi sau đó nửa tiếng bệnh nhân uống thuốc y học cổ truyền, rồi tới bữa chiều bệnh nhân ăn chiều, bệnh nhân uống thuốc y học hiện đại đi, rồi bệnh nhân mới uống thuốc y học cổ truyền, vậy đó. Hoặc là bệnh nhân có thể uống thuốc y học cổ truyền trước, nửa tiếng sau uống thuốc y học hiện đại. Tuy nhiên thì thường em không làm những chuyện đó trên lâm sàng, tại vì thuốc y học cổ truyền á, nó đa số là dạng thuốc nước, cái hàm lượng axit của nó rất nhiều. Cho nên là để ổn định cái dạ dày cho bệnh nhân, mình cho bệnh nhân uống thuốc y học hiện đại trước đi, rồi sau đó nửa tiếng tầm tiếng cho bệnh nhân uống thuốc y học cổ truyền nha các anh chị. Đây là các thực tế trên lâm sàng tôi xài. Rồi giới thiệu với các anh chị một cái phần nữa, đó là đơn vị đo lường hiện nay. Các anh chị nào đọc sách cũ á thì các anh chị sẽ đọc thấy là người ta không dùng gam, người ta sẽ dùng ly, người ta dùng đơn vị phân. Và trong cuốn sách cũ nhất về phương tế học là phương tế học giả nghĩa, người ta để là đồng cân. Thì mình quy chiếu sao? Thì một cân tức 16 lạng là bằng nửa ký, một lạng là 31,25 gram, một đồng cân là 3,125 gram, một phân là 0,3125 và một ly là 0,0312 gram. Đó, thì các anh chị quy chiếu ra nếu như mà mình đọc những cái sách cũ hồi xưa. Rồi, các anh chị thắc mắc gì các anh chị cứ hỏi đi.
Nếu không có thắc mắc gì thì mình sẽ qua cái bài thứ hai nha các anh chị. Rồi sau khi đi vào đại cương rồi thì mình bắt đầu đi vào một loạt tất cả các bài thuốc. Thì bài thuốc đầu tiên nó đơn giản nhất, đó là bài thuốc dễ biểu các anh chị. Mục tiêu thì có hai mục tiêu thôi. Kết thúc bài này các anh chị phải phân tích được công dụng của bài thuốc cân ôn giải biểu. Cái thứ hai là phân tích được công dụng của bài thuốc cân lương giải biểu. Do phần lớn lớp mình chưa học lý luận cơ bản cho nên nãy giờ trong lúc thời gian lao đó thì em soạn thêm một chút xíu về lý luận cơ bản để em nói cho các anh chị hiểu được cái bài này. Nó sẽ có hai khái niệm. Do là mình học thuốc giải biểu, nó sẽ có một cái khái niệm là các anh chị thắc mắc, đó là biểu. Biểu là gì? Nha. Thì ở đây có khái niệm là biểu và lý. Biểu và lý là hai cương lĩnh trong chẩn đoán các anh chị. Trong bát cương thì nó là hai cương lĩnh để chỉ vị trí trong và ngoài. Biểu là ở ngoài, lý là ở trong. Và nông sâu, biểu là ở phần nông, lý là ở phần sâu. Thì các anh chị ở đây người ta liệt kê phần ở ngoài hay phần biểu, nó bao gồm vị phu nè, tấu lý nè, cơ nhục, cân và kinh lạc. Vị phu ở đây á, nói cách dễ hiểu là nó là da của mình đó các anh chị. Da lông, tấu lý là nó gần giống như là lỗ chân lông. Cơ nhục thì gần giống với lại cơ, cân thì gần giống với gân cơ của y học hiện đại, và hệ thống nói là kinh lạc. Trong bệnh lý á, lý là ở bên trong thì nó bao gồm những gì? Nó bao gồm tạng, nó bao gồm phủ, nó bao gồm cốt, tủy, khí, huyết, những cái phần ở bên sâu bên trong thì gọi là lý. Tạng thì mình có mấy tạng các anh chị? Năm tạng. Có năm tạng ạ. Rồi năm tạng các anh chị thử liệt kê năm tạng xem. Anh chị nào liệt kê thử năm tạng đi các anh chị nhắc lại. Tâm can tỳ phế thận. Đúng rồi, chính xác, tâm can tỳ phế thận. Mình có mấy phủ các anh chị? Sáu phủ. Phủ rồi các anh chị liệt kê sáu phủ đi mình nhắc lại. Phủ là gồm có đởm, tiểu trường, đại trường, vị bàng quang, tâm tiêu, tử cung hay gọi là phủ kỳ hàn. Gì nữa không các anh chị? Còn gì nữa không? Rồi nó có một cái ở giữa các anh chị chưa nhắc tới. Đó là tâm bào. Tâm bào là tại đây phủ các anh chị. Tâm bào là tại đây phủ. Phủ. Tâm bào là phủ. Còn anh chị đâu có ý kiến khác không? Tâm bào là tạng thôi. Tâm bào là gì anh nói lớn lên em chưa nghe rõ. Dạ là tạng thôi. Tâm bào là tạng nha các anh chị nha. Anh chị phải nhớ là tâm bào là tạng. Trong sách kinh điển Tố Vấn Nội Kinh đó, chương thứ 31 thì người ta nói gì? Chiên chung là nơi bảo vệ cho tạng, tạng tâm. Chiên chung là gì? Chiên chung là cái tâm bào đó, nó bảo vệ. Thì kinh điển coi nó như là một cái tạng, nó luôn đi kèm với tạng tâm. Tạng tâm bị bệnh thì tâm bào nó bị bệnh. Tâm bào là nơi bảo vệ cho nên ngoại tà nó đi từ ngoài vào trong thì nó sẽ đi tâm bào trước rồi tới tạng tâm sau. Các anh chị nhớ nó là tạng nha. Tâm, tâm bào là tạng. Làm sao để mình nhớ được thứ tự của phủ? Nó tương ứng với tạng, tương ứng với bên tạng thì các anh chị nhớ nè. Tâm thì tương ứng với phủ là phủ gì các anh chị? Là tim hả? Tâm thì cái phủ tương ứng có liên quan là phủ gì các anh chị? Tiểu trường không? Tiểu trường chính xác. Rồi phế với phủ mà tương quan là phủ gì các anh chị? Đại trường. Phế là phải. Đại trường, đúng rồi chính xác. Tạng can thì liên quan tới phủ nào các anh chị? Dạ đỡm. Đúng rồi chính xác, con đỡm. Thì các anh chị cứ liệt kê vậy, cứ một tạng thì nó liên quan tới một phủ. Thì mình nhớ lục phủ, ngũ tạng là mình nhớ luôn, không có bị quên. Rồi, phân biệt. Các anh chị đã biết được bệnh của biểu hay của lý. Thì các anh chị sẽ phân biệt dựa vào biểu chứng và lý chứng. Ở đây em có một cái bảng.
À, các anh chị nào chưa tắt mic tắt mic giùm em đi. À, ở đây em có một cái bảng để phân biệt biểu chứng và lý chứng. Ở bên này là biểu chứng nè, bên này là lý chứng, em chưa sửa chữ này lại đánh vội quá. Bên này là biểu, bên này là lý. Các anh chị nhìn chỗ lý. Nếu ngoại tà nó đi vào trong lý thì chắc chắn nó phải ảnh hưởng đến tạng phủ. Tại vì tạng phủ nằm ở bên trong mà. Thì cái chức năng của tạng phủ nó sẽ bị rối loạn và nó sẽ biểu hiện ra liền. Đó là bệnh ở trong lý. Em ví dụ, nếu như hỏa tà đi thẳng vào trong tạng tâm, tạng tâm đó các anh chị, thì nó hay rối loạn chức năng tâm chủ thần minh. Thì người bị cái hiện tượng đó, bị cái bệnh lý đó, biểu hiện là phát cuồng, mất ngủ, nói lảm nhảm, thì tất cả đều là rối loạn chức năng của tạng tâm. Nha, các anh chị nhìn một cái tình huống lâm sàng, nếu như người đó có triệu chứng của rối loạn tạng phủ nào bất kỳ, thì đó là nguyên nhân gây bệnh đang đi thẳng vào trong trong lý và không còn ở biểu nữa. Ngược lại, nếu như triệu chứng biểu hiện ra không có biểu hiện cho một cái tạng phủ nào hết, thì các anh chị loại suy nó là đang nằm ở ngoài biểu, và nằm ở ngoài biểu thì nó nhẹ hơn là trong lý. Do trong lý mình sẽ điều trị mệt hơn rất nhiều anh chị. Rồi, bệnh ở biểu, biểu hiện triệu chứng ở bì phu nè, ở tấu lý, ở cơ nhục, ở kinh lạc, không ảnh hưởng đến chức năng tạng phủ. Còn bệnh ở lý thì chắc chắn phải ảnh hưởng đến chức năng tạng phủ. Nguyên nhân gây bệnh ở lý thì nó có ba cái nguyên nhân. Thứ nhất, nguyên nhân gây bệnh, ví dụ như phong tà, hàn tà, thấp tà, thử tà, nó đi vô biểu. Nhưng bệnh nhân không điều trị gì hết, thấy nó nhẹ quá, bỏ qua nó, thì lâu dần bệnh nặng lên, đi sâu vào trong lý. Nha. Hoặc là có một cái tác nhân nào đó bên ngoài, ví dụ phong tà nó mạnh quá đi, nó đi thẳng vào trong lý luôn. Cuối cùng là bản thân người đó có bệnh ở bên trong. À, thì nó sẽ gây ra tác nhân gây bệnh. Nó còn một cái diễn tiến nữa là ngoại nhân đi vào biểu, nhưng người thầy thuốc chẩn đoán sai, điều trị sai. Ví dụ tác nhân là phong tà mà không cho thuốc giải biểu phong tà, mà cho thuốc gì á, cho thuốc thanh nhiệt, thì cái phong tà nó đi sâu vào trong lý luôn. Đó cũng là đường truyền của bệnh lý. Phức tạp hơn, nó có một cái hiện tượng là bệnh bán biểu quán lý, tức là tác nhân gây bệnh nè, nó đi hết vô biểu, nó chuẩn bị nó bước qua lý thì nằm đây, nó không đi nữa. Thì cái hiện tượng này là hiện tượng bệnh lý bán biểu quán lý, và mình phải dùng một cái phương thuốc khác, không phải là thuốc giải biểu nữa, mình phải dùng nhóm thuốc là xong giải biểu lý. Thì các anh chị sẽ được học sau. Ngày hôm nay, bài ngày hôm nay của mình là thuốc giải biểu. Thuốc giải biểu là gì? Thuốc giải biểu là thuốc trị những cái bệnh lý mà ở bên ngoài hay gọi là lục dâm đó, nó tắt, nó đi vào trong biểu thôi, chứ nó chưa đi tới lý nha. Chỉ dừng lại ở biểu thì mình mới được sử dụng thuốc giải biểu, còn nó đi ở bán biểu bán lý dùng thuốc khác, đi sâu vào trong lý mình sẽ dùng thuốc khác chứ không gọi là thuốc giải biểu nữa. Đó là định nghĩa của thuốc giải biểu. Rồi, đây là phân loại của thuốc giải biểu. Phân loại của thuốc giải biểu thì có ba nhóm là tân ôn giải biểu, tân lương giải biểu, cuối cùng là phù chính giải biểu. Thì tân ôn giải biểu nó thường là những cái vị thuốc cay ấm. Các anh chị nhìn nè, tân ôn thì ở đây mình có chữ ôn nó đồng nghĩa với ôn ấm, thì mình có thể suy ra nó là những vị thuốc cay ấm để chữa ngoại cảm phong hàn. Nó phải có hàn thì mình sẽ dùng thuốc cay ấm để trị nó. Ở dưới này là tân lương giải biểu, ở đây có chữ lương nè các anh chị, lương nó tương đương với nghĩa là mát á. Thì thường dùng những vị thuốc mát, vị cay hoặc đắng để chữa ngoại cảm phong nhiệt. Các anh chị thấy đây lại là học thuyết âm dương nữa. Bệnh nhiệt thì dùng thuốc mát để trị, bệnh hàn thì dùng thuốc ôn ấm để trị, cũng là học thuyết âm dương cân bằng. Cuối cùng là nhóm thuốc phù chính giải biểu. Mình sẽ đi vào nhóm đầu tiên, đó là nhóm tân ôn giải biểu. Các anh chị đợi em chút xíu nha, em chỉnh cho cái chữ nó rõ lên. À, cho em hỏi buổi tối thì các anh chị thường học tới mấy giờ là mình kết thúc? 9:15 cô. Đúng 9:15 đúng không các anh chị? Dạ. Dạ tùy môn tùy thầy cô coi. Dạ. 9:00 là 9:00 vậy coi. Hết bài thì nghỉ đó con. Hết bài thì nghỉ tùy các anh chị thôi, các anh chị muốn học lâu thì em giảng lâu cho. Rồi mình trở lại bài của mình nha. Thì ở đây á, mình sẽ đi vào nhóm đầu tiên. Các anh chị có thể nhớ bài ngay tại đây luôn. Mình có ba nhóm nha. Tân ôn giải biểu, tân lương giải biểu và phụ chính giải biểu. Thì thôi có ba nhóm nè. Mình đi vào nhóm đầu tiên, đó là tân ôn giải biểu, là những vị thuốc cay ấm. Các anh chị nhớ một số vị như là ma hoàng, như là quế chi, tí tô, kinh giới, sinh phương, là cần cười đó các anh chị, hoặc là hành, hoặc hương nhu, hoặc tế tông, hoặc phòng phong và nhiều nữa.
Đây là một số vị thuốc mà hay sử dụng nhất. Bài thuốc tiêu biểu thì ở đây đương nhiên có nhiều bài. Em chỉ lựa hai bài thông dụng nhất trên lâm sàng và điều trị có hiệu quả để cho các anh chị học, để dễ cho các anh chị học bài. Thì bài đầu tiên là bài Ma Hoàng Thang, bài thứ hai là bài Quế Chi Thang. Đây là bài Ma Hoàng Thang. Các anh chị đọc thử sơ qua cái slide này đi các anh chị. Rồi, các anh chị đọc rồi, mình sẽ thấy thành phần của bài Mai Hoàng Thang đó, nó gồm có 4 thành phần à. Trong đó thì cam thảo bài thuốc nào cũng có, nó dễ nhớ lắm. Thì Mai Hoàng 9g, Quế Chi 6g và hạnh nhân cũng là 6g luôn nha các anh chị. Hạnh nhân đó, thì cũng là 6g. Các anh chị nhìn là Mai Hoàng thì bỏ những cái nốt nhỏ, hạnh nhân thì bỏ cái đầu nhọn đi, để làm cái gì anh chị đâu biết. Tại sao cái Ma Hoàng mình lại phải bỏ cái nốt đi và cái hạnh nhân mình phải bỏ cái đầu nhọn đi các anh chị? Có một số nằm ở lại phải chấp thể gì tí đó. Rồi anh nói em chưa có nghe rõ lắm, anh có thể nói rõ hơn chút không? Chút xíu nữa. Nghe cái độc tố nó nằm ở lại tại vị trí đó luôn. Cái độc tố nằm ở vị trí đó, còn anh chị có ý kiến khác không? Có thể những vị trí đó làm giảm tác dụng của thuốc. Vị trí đó làm giảm tác dụng của thuốc. Rồi. Chỗ nào nó không có chị có ý kiến nào khác không? Các anh chị nào ăn hạnh nhân đắng chưa? Hạnh nhân đắng nha, chứ không phải là hạnh nhân bình thường mình hay ăn đâu. Thì cái đầu nó nhọn. Hay nó nhọn mà trong quá trình mình nấu á, mình nấu thì cái đầu nó có thể nó rời ra. Và cũng là một vật nhọn, nó nhỏ thì giống y như những cái rễ nhỏ của Ma Hoàng các anh chị, nếu như mình không chú ý thì khi uống vô á, thì nó lại bám vào trong cái niêm mạc họng của mình, gây kích ứng, gây ho hoặc là gây nôn ói các anh chị. Đó là lý do mà bây giờ người ta làm, người ta bắt là trong những cái thang thuốc mà chứa hạnh nhân đắng á, thì phải bỏ cái đầu, cắt cái đầu đi. Rồi các anh chị nhìn cách dùng, Ma Hoàng sắc chút với một ít nước, nước sôi bỏ bọt, cái dụng bỏ bọt nãy nói rồi nha các anh chị, cố gắng nhớ cái này dùm em. Cho các vị thuốc khác thì vào sắc khoảng 1/3 chia ra uống thì này dễ rồi. Công dụng là phát hãn dễ biểu, tiên phế bình xuyển nha. Thì đây cái bài thuốc này là để mình chữa phong hàn tà đó các anh, các anh chị đi vào trong cơ thể của mình. Thì các anh chị nhìn đây là triệu chứng của nhiễm phong hàn tà. Thì mình có sợ lạnh. Sợ lạnh là do tính chất của hàn, hàn đi vào trong người của mình gây lạnh. Tại sao lại gây phát sốt, các anh chị nào giải thích được không? Giải thích theo y học cổ truyền nha các anh chị. Hàn nhiều thôi cô. Phong hàn, đây là trong tình huống là phong hàn, phong hàn đi vào trong cơ thể của mình ở phần biểu đó, thì làm sao nó lại gây cho mình là phát sốt? Dương hư đó con. Dương hư nó lại là một bệnh khác rồi. Con nói thử nha con. Rồi nói đi chị. Tức là một khi mà mình lạnh quá, lạnh đến cái mức độ mà nó quá mức của cơ thể thì nó sẽ trong cơ thể mình nó sẽ phát ra để nó cân bằng lại, nó sinh ra cái nhiệt để cân bằng lại cái cơ thể mình, là nên giống như là có cái câu gì đó, hàng quá rồi trở thành gì chứ đừng có nghe đâu, hoặc là nóng hàng quá thì sao chị? Hàng đến cái mức độ nào đó thì mà đến mức cái độ nào đó thì trong cơ thể mình nó sẽ lại sản sinh ra một cái lượng nhiệt để nó cân bằng lại. Rồi. Rồi tiếp tục đi chị. Còn gì nữa không chị? Mình giải thích luôn đi. Mình giải thích có ý đúng rồi đó. Thì hiểu sơ sơ vậy thôi cô. Tại vì cũng chưa học được cái ban lý luận á. Mình hiểu nhưng mà trình bày không có
không có nói được theo cái kiến gian. Bây giờ giống như là mình trình bày ở bên Mỹ thì có nói kiến thức sẽ mình trình bày cho nó hơn như vậy. Từ từ thì mình sẽ hiểu hết thôi. Anh chị nào học lý luận cơ bản rồi giải thích đi, giải thích được em sẽ cộng điểm, cộng nửa điểm. Anh chị nào giải thích được em sẽ cộng nửa điểm vào bài kiểm tra hệ số 1. Rồi, để cho các anh chị suy nghĩ một phút ha. Em vừa chia sẻ một cái hình vẽ, tại vì dạy online không có cái bảng để em vẽ hình, thì các anh chị mở cái hình vẽ đó đi thì sẽ thấy cái hình em vẽ nó có một cái hình là em vẽ hai đường thẳng song song, nó tương ứng với lại cái da của mình á, hay còn gọi là cái before đó. Thì ở trên cái before của mình nó sẽ có những cái điểm em để là chấm đen các anh chị, thì nó tương ứng với mình là tấu lý hay là lỗ chân lông á. Em không có để quyền truy cập các anh chị, ai có link là vô được. À, các anh chị mở ra được hết không? Mở được con, có nhìn thấy. Nhìn thấy không? Các anh chị sẽ nhìn cái hình đó. Em nhắc lại, hai cái đường em vẽ là đại diện cho cái bì phu hay là cái tấu lý, cái da của mình đó. Thì trên cái da nó sẽ có những cái điểm người ta gọi là tấu lý hay lỗ chân lông đó. Thì các anh chị nhìn nè, phong hàn nó đi vào trong cơ thể của mình theo con đường nào? Nó đi vào theo lỗ chân lông, theo đường chân lông hay là gọi là tấu lý. Thì nó đi, thì tính chất của hàn tà là gì các anh chị? Là nó co rút, nó đi đến đâu nó gây lạnh, nó co rút liền nha. Thì chính vì nó co rút thì nó sẽ làm cho cái lỗ chân lông nó co lại. À, tới đây các anh chị hiểu rồi ha, mới tính chất của hàng tà thôi. Thì trong cơ thể của mình khí huyết lúc nào nó cũng chạy, nó chạy để nó nuôi hết tất cả các bộ phận trong cơ thể, trong đó có cái bì phu của mình luôn nha. Và một cái công dụng thứ hai của khí huyết nữa là ôn ấm cơ thể, tại vì khí huyết nhận hỏa của tâm để đi ôn ấm cơ thể nha. Thì các anh chị thấy nếu như cái bì phu này nó do hàng tà nó bít chặt lại như vậy, thì cái hơi ấm của khí huyết nó không đi ra ngoài bề mặt của da để nó ôn ấm được cái da, mà nó nằm nó tụ lại một chỗ ở dưới bề mặt da, thì nó gây nên hiện tượng là phát sốt. Thì các anh chị sẽ rờ vào trong da của mình sẽ thấy là nóng bừng chỗ đó, mặc dù tác nhân gây hại là phong hàn. Các anh chị hiểu em nói không? Thì chưa hiểu lắm. Rồi, có anh chị nào đã hiểu ý của em nói chưa? Dạ hiểu rồi. Em sẽ nói lại thêm một lần nữa, không sao, các anh chị sẽ đi thiệt chậm, mục đích là để các anh chị hiểu bài. Mình sẽ có cái hình nha, cái hình em vẽ hơi xấu chứ không có được đẹp. Thì mình sẽ có hai cái mặt song song, nó sẽ tạo thành một cái khoảng, người ta gọi cái khoảng tạm gọi nó là cái khoảng da. Thì cái ngoại tà đi vào từ bên ngoài á, cụ thể tác nhân ở đây là phong hàn, nó đi theo đường nào? Nó đi theo cái đường lỗ chân lông này, nó đi vào. Sách vở kinh điển y học cổ truyền cho rằng như vậy, thì mình cũng nói như vậy. Thì khi hàng tà đi vào theo lỗ chân lông thì nó đi vào tới đâu, tính chất của hàng tà là nó gây co rút lại, thì những cái lỗ chân lông này nó co rút lại một chuyện. Khi mà nó đã co rút lại rồi á, thì dưới cái bì phu của mình á, khí huyết nó vẫn lưu thông, nhưng cái hơi, cái nhiệt của khí huyết á, cái hỏa của huyết á, tức là cái hỏa của huyết nó không đi ra bề mặt ngoài để nó ôn ấm được, thì nó tụ lại một chỗ, nó tụ lại một chỗ dưới bề mặt da, nó sẽ gây nên hiện tượng là phát nhiệt. Rồi nói lại một lần nữa, các anh chị có hiểu thêm được không?
Được rồi. Dạ hiểu rồi thôi. Hiểu rồi ha. À, từ từ em sẽ nói thiệt chậm. Các anh chị nào cảm thấy chưa hiểu nữa thì lát nữa mình sẽ coi lại cái bản ghi âm để mình hiểu thêm. Thì đó là lý do người ta phát sốt. Nha, mình hiểu được cái chuyện phát sốt đó thì mình mới cho hút được. Chứ không các anh chị không hiểu được là do hàng nó gây co rút lỗ chân lông, nó gây phát sốt là các anh chị cho người ta thuốc thanh nhiệt liền. Và trường hợp này cho thuốc thanh nhiệt vô là bệnh nhân sẽ bị nặng hơn đó các anh chị. Nha, mình phải cho thuốc ân ôn. Rồi, bệnh nhân bị đau đầu thì nãy em có nói rồi. Tính chất của hàn á là nó gây co rút, nó gây bế tắc của khí huyết, nó không thông được thì nó sẽ gây nhức đầu. Đau mình nhức mãi cũng vậy luôn, cũng là do khí huyết nó bị bế tắc. Đó là lý do các anh chị thấy nè, mình đi mưa về, có hôm nào mà đi chiều buổi chiều mà đi làm về trời mưa đó, mưa tầm tã luôn. Đi về cái tự nhiên thấy người bắt đầu nó mỏi. Nó mỏi sau đó nó đau nhức, nó mỏi cổ vai gáy rồi nó đau nhức, rồi nó đau đầu nè, rồi sợ lạnh rồi phát sốt y chang luôn các anh chị. Thì đó, cái biểu hiện của đau nhức là do khí huyết trong cơ thể của mình nó không có thông ha. Và khi đó các anh chị nói người thân của mình cạo gió đi, tránh gió hoặc là xoa bóp đi, mình thấy dễ chịu. Tại sao vậy? Tại vì đang tác động làm cho khí huyết nó lưu thông trở lại, mình đỡ bị đau nhức, mình mỏi hơn. Các anh chị nghiệm lại trong cuộc sống của mình đi thì nó đúng y như vậy. Nó không ra mồ hôi. Tại sao nó không ra mồ hôi? Tại vì hàn nó làm co rút cái lỗ chân lông lại rồi thì cái tân dịch ở trong cơ thể của mình nó không đi ra ngoài được nữa, làm cho người đó không ra được mồ hôi nha. Rồi, xuyễn, rêu trắng mỏng và mạch phù khẩn. Mạch phù khẩn là sao? Thì sẽ có một cái bài em nói với các anh chị thêm về mạch, tại vì các anh chị chưa học. Rồi, mình sẽ qua phân tích bài thuốc nha các anh chị. Đây là phân tích bài thuốc. Thì cái cách dạy của em có vẻ là nó hơi khác với những giảng viên khác, tại vì mục đích em dạy là muốn các anh chị hiểu được cơ chế, hiểu được sâu xa luôn của bệnh đó. Giống như là các bạn bác sĩ học chính quy á, nó hơi khó chút, nhưng các anh chị chịu khó học theo cách này thì mình sẽ hiểu được cái gốc của vấn đề luôn, chứ không phải là học một lần. Thì các anh chị thấy nè, phân hoàn tà nó đi vào trong cơ thể thì nè, nó làm cho tấu lý vi phu đóng chặt lại, hay là lỗ chân lông của mình đó các anh chị, và khí huyết nó không có thông thì kinh mạch nó thực trệ, nó sẽ làm biểu hiện những cái triệu chứng là lạnh run ở trong, phát sốt cộng với đau đầu nhức mình không ra mồ hôi. Thì mấy cái triệu chứng này nãy em giải thích cơ chế rồi. Ngoài ra nó còn có rối loạn chức năng của giáng khí, của tàn phế. Nếu như cái phong hàn tà này nó đi sâu vào trong tàn phế, còn nó không đi sâu thì thôi nha. Nếu nó không đi sâu thì chỉ có bệnh nhân chỉ có triệu chứng này thôi, không có triệu chứng của ho xuyễn. Còn nếu đi sâu vào, tấn công vào trong tàn phế thì sẽ có triệu chứng của ho xuyễn luôn. Rồi khi đó mình sẽ dùng vị thuốc làm quân, làm ma hoàng để giải quyết cái chuyện này. Các anh chị học trong dược, các anh chị biết rồi, tính chất của ma hoàng là tính gì các anh chị? Khi mà nói tính tính chất thì các anh chị nhớ cho em là tính, vị và quy kinh. Hay mình nói được ba cái đó. Tính là tính gì, vị là vị gì và quy kinh nào? Tính ấm nóng, vị cay. Đúng rồi. Vị cay, quy kinh nào? Quy kinh là phế. Rồi, chính xác ha. Các anh chị sẽ thấy là nó ấm nóng, nó có vị cay đó. Thì mình nhìn lại nè, tác nhân là phong hàn, cho nên phải lựa những vị thuốc nào để trị được phong hàn. Thì chỉ có một vị thuốc duy nhất thôi, đó là có tính ấm, cây nóng hoặc là có tính nhiệt thì nó mới trị được cái phong hàn này thôi. Thì ma hoàng nó có công dụng là phát hãn mạnh, các anh chị. Phát hãn mạnh là sao? Tức là làm cho ra mồ hôi mạnh đó. Thì ở đây người ta mới sử dụng ma hoàng làm quân. Song song đó thêm vô quế chi. Quế chi trong bài thuốc này để làm gì vậy? Nó có hai công dụng. Công dụng đầu tiên là nó làm cho cái lực của ma hoàng mạnh lên. Công dụng thứ hai là nó làm giảm cái xuyễn và ho cho bệnh nhân thông qua cái chức năng là tuyên giáng phế khí. Như vậy là mình đã có hai vị làm quân nè, làm thần nè. Mình sẽ có thêm một vị làm thần nữa. Đó là hạnh nhân. Hạnh nhân vô trong trường hợp này để bình xuyễn và trị khái, trị ho đó các anh chị. Cuối cùng cam thảo. Cái bài này người ta bỏ cam thảo vô với hai mục đích chính. Mục đích đầu tiên là để làm sứ dẫn thuốc các anh chị. Dẫn hết ba vị thuốc này đi vào trong kinh mạch. Nha, và cái công dụng thứ hai hay ho rất nhiều, làm cho cái lực của ma hoàng này mạnh lên. Như vậy, bài thuốc có 4 vị thì có 2 vị làm cho ma hoàng mạnh lên, đó là quế chi và cam thảo. Như vậy là xong. Cấu tạo của bài thuốc y học cổ truyền các anh chị thấy rồi đó. Bài thuốc y học cổ truyền á, nó chặt chẽ, nó rất chặt chẽ, nó tác động hết vào mọi cơ chế gây bệnh. Thì như vậy mới có hiệu quả. Nếu như bệnh nhân có thêm thấp tà, biểu hiện bằng cách là bệnh nhân than với mình sao mà ngoài cái chuyện đau nhất tôi thấy mình mẩy của mình nó nặng nề quá đi, biểu hiện của thấp tà đó các anh chị, thì các anh chị gia thêm bạch trực cho em. Gia là gia 9 gram, bạch trực 9 gram.
Rồi, đây là hình ảnh dưới dạng là chữ, phân tích bài thuốc dưới dạng chữ. Còn đây là em phân tích cơ chế bài thuốc dưới dạng hình ảnh. Thì các anh chị muốn học nào học. Tuy nhiên em thấy hình ảnh học thuộc hơn bằng chữ. Các anh chị nhìn lại bài thuốc nha. Để cho các anh chị một phút nhìn lại bài thuốc. Dừng lại một chút xíu. Bốn cái vị thuốc này đánh vào tất cả cơ chế tác động này, có chỗ nào các anh chị không hiểu không? Không hiểu nó em giảng lại. Rồi, mình sẽ đi tiếp ha. Như vậy là xong bài đầu tiên. Bài đầu tiên là bài dễ nhất, nhưng mà có hiệu quả cho lâm sàng cực kỳ các anh chị, nhất là những trường hợp mà đi mưa đó. Thì mình dùng bài thuốc này để mình làm thuốc xong. Thay vì mình xong lá chanh, lá quế, rồi bỏ bưởi, gừng này nọ, thì mình sẽ dùng hẳn một thang thuốc mạnh luôn, đó là mai hoàng thang nha. Bài thứ hai là bài quế chi thang, vẫn là để trị phong hàn tà. Thì các anh chị đọc phần phần cách dùng trong dụng. Cái bài một là cô nói là uống hay là xong, cô hay là vừa uống vừa xong. Rồi các anh chị đọc cái này nè. Cái đó là uống đó chị Nga ơi. Các anh chị nhìn nè, em có để ha. Tại mới nghe cô nói là xong. Là uống nóng, nhưng mình có thể dùng thêm mình xong. Tại vì các anh chị sẽ thấy là người ta ít sử dụng thang này để xong, tại vì nó mất tiền chứ không có gì hết trơn á. Nhà có điều kiện thì mình sử dụng nó mình xong, vừa xong và vừa uống, tức là một thang để uống còn một thang để xong. Cái nước xong là mình xong xong mình đổ cho các anh chị chứ không phải uống luôn đâu. Yeah. Rồi bây giờ nếu xong thì mình làm sao, mình nấu sao? Thì nãy em nói với anh chị rồi đó, thuốc lấy khí thì nấu nước sôi rồi bỏ thuốc vô, đậy nắp lại, rồi sau đó mình tiến hành mình xong. Nhưng trong này có ma hoàng thì các anh chị nấu ma hoàng trước đi, rồi bỏ những vị thuốc còn lại vô nha các anh chị. Thì cái cách xong các anh chị biết xong như thế nào là đúng chưa? Dạ chưa biết luôn cô. Rồi mời thử một anh chị nào đã xong rồi thì nói kinh nghiệm cho các anh chị còn lại biết. Lấy hơi nóng xong rồi lấy hơi nóng để cho bồ hôi mình xuất ra cô. Ừ mà mình hơi làm nóng thuốc là mình chùm cái khăn lại che xong với lại cơ thể mình để cho cái hơi nóng của vị thuốc xâm nhập vào cơ thể để xuất cái mồ hôi ra cô. Rồi cảm ơn anh, một ý. Còn ý nào nữa không các anh chị? Ở đây có cái hình xong không? Anh chị cứ phát biểu đi. À, có anh chị nào xong chưa, đi mua về xong á, xong cho mình làm thử sao mình kể lại các anh chị. À, em nghĩ là giống như là mình lấy cái những mấy cái vị thuốc mình bỏ vô nồi xong mình nấu cho nó sôi lên, xong rồi nhắc mình nhắc xuống, xong mình lấy cái mền á mình chùm lại. Chùm lại. Dạ đúng rồi, mình chùm lại rồi xong cái mình lấy cái chiếc đũa lâu lâu mình hí cái nắp của cái nồi ra cho nó ra nhiều mồ hôi với lại nó ra cái hơi nóng á cô. Rồi một ý kiến. Còn ý kiến nào nữa không anh chị? Còn ý kiến nào độc đáo hơn nữa không? Rồi em sẽ mở slide để hướng dẫn các anh chị xong luôn. Mình sẽ làm thực tế lại nhà luôn. Nó có một cái nguyên tắc xong. Các anh chị thấy là gần đây người lớn tuổi xong nó bị một cái biến chứng hay bị một cái tai nạn. Các anh chị biết là cái gì không? Bị phỏng hả cô? Bị phỏng chính xác. Bị phỏng rất nhiều các anh chị. Phỏng hơi nước á. Nha. Thì đó là một lỗi. Thì em sẽ hướng dẫn các anh chị luôn. Để các anh chị biết làm ở nhà. Các anh chị thấy cái slide mới không? Dạ, em chưa thấy quế chi thang không cô ơi? Quế chi thang. Rồi, để em chút xíu nha. Rồi, cái slide này là slide em dạy mấy cái bạn ở bên làm spa đó. Tại vì bây giờ người ta hay đi spa xong. Thì người dân của mình dưới quê hay xong bằng cách là hồi xưa đó em thấy người nhà của em xong bằng cách là đóng hết cửa lại. Nấu một nồi xong cho nó sôi sùng sục vậy đó rồi hấp nó xuống. Chùm cái mền lại. Rồi mở y hí giống như nãy chị nói đó, đóng cửa lại chờ nha. Thì có một cái hiện tượng là người lớn tuổi người ta sẽ ngất tại chỗ, cái hoặc nếu không bị ngất may mắn hơn người ta bị phỏng, giống như mình các anh chị hình dung như mình như gà hấp xả vậy, đóng cửa hết trơn lại mở rồi nước ra là hấp mình đó. Thì các anh chị thấy nè, nguyên tắc của xong, nguyên tắc xong hơi đó là nguyên tắc 1:45 và một là gì các anh chị? Uống một ly nước, uống một ly nước trước khi xong đi, một ly nước có thể là 250 ml ly nước của mình đó. Để chi vậy? Xong là hiện tượng làm xuất mồ hôi, nói như người dân gian nói đó, chưa nói gì liên quan đến y khoa hết.
thì mồ hôi của mình nó thoát ra ngoài thì nó sẽ gây nên cái hiện tượng là mất nước. Không chỉ mất nước mà những khoáng chất trong người của mình như là kali nè, natri nè, clo nó đi ra ngoài hết luôn theo mồ hôi. Cho nên là để hạn chế mất nước, trước khi xong các anh chị cho bệnh nhân uống một ly nước. Rồi, cái nồi xong của mình phải đạt nhiệt độ là không phải 100 độ đâu nghe. 100 độ là mình thành gà hấp xả luôn rồi đó. Mình sẽ để nó hạ nhiệt độ xuống còn 45 độ C. Làm sao để biết 45 độ C? Các anh chị mở hí đó, cái tay của mình đó, nó chạm vô được cái nước mà không bị phỏng rát là được nha. Lúc đó mình mới xong. Xong sao các anh chị không phải là đóng hết cửa. Khi các anh chị đóng hết cửa lại thì oxy nó không đi vào được bên trong và bệnh nhân sẽ bị thiếu oxy. Đối với bệnh nhân lớn tuổi, người ta xong mà thiếu oxy người ta ngất tại chỗ đi. Đó. Cho nên mình vẫn mở cửa hoặc là ngồi ở những cái nơi tránh gió. Các anh chị sẽ không lấy một cái mền nó quá dày, có thể chùm cái khăn hoặc là một cái mền thiệt mỏng chùm khoảng này được các anh chị, khoảng này lại. Tầm khoảng 10-15 phút thôi. Rồi sau đó kết thúc thì uống dùm em một ly nước nữa, cũng là 250 ml luôn để hạn chế mất nước. Đây là nguyên tắc xông hơi 145 độ và 1. Nha các anh chị. Cái phần này để phổ biến để các anh chị biết làm thôi chứ cũng không có thi gì, nó không có trong chương trình của mình. Rồi, mình sẽ trở lại bài cũ của mình. Rồi mình qua cái bài thứ hai các anh chị. Bài thứ hai là bài quế chi than. Các anh chị đọc thành phần nha, gồm có quế chi nè, gồm có sinh phương, gồm có bạch đực, gồm có táo và cam thảo. Thì cách dùng thì các anh chị vẫn sắc 30 phút. Sau khi mà tắt bếp rồi thì cho sinh phương vào để giữ nóng 10 phút. Rồi chia làm hai lần uống nóng để cho ra mồ hôi. Các anh chị nhìn công dụng vẫn là phát hãn giải biểu, tuyên phế bình xỉn. Chỉ định thì giống y chang như bài Ma Hoàng vậy đó. Nhưng mà nó có một cái chỗ khác. Nó khác một cái chỗ là rêu người này là rêu lưỡi các anh chị, mạch trắng mỏng và mạch phù khẩn. Thì đây là cơ chế tác động của bài quế chi than. Các anh chị nhìn cái hình có khác gì cái hình này nãy không? Có khác không các anh chị? Em ghi lại cho các anh chị nhìn cái hình nãy nha. Đây, cái hình của bài Ma Hoàng Thang là một người trẻ tuổi. Cái hình của Quế Chi Thang là một người lớn tuổi. Thì có ý hết trơn, chứ không phải là em lấy hình lấy đại. Thì lát em sẽ nói. Vậy nhìn nè, ở đây người ta cũng có một số triệu chứng y chang như nãy. Lạnh run nè, mà giải thích được ha. Không phát sốt giải thích được. Đau đầu nhức mình, không ra mồ hôi giải thích được. Rồi cũng ho, cũng xuyển do rối loạn chức năng của phế chủ bì mao và tuyên giá. Thì ở đây có 3 vị thuốc. Trong đó Quế Chi làm quân các anh chị. Quế Chi làm quân. Ha. Quế Chi làm quân có công dụng chính là trừ phong hàn, giải phong hàn đi ra ngoài. Ngoài ra thì có thêm bạch thược để nó trừ hàn tà mạnh hơn. Có thêm sinh cương. Sinh cương là tính cây ấm để hỗ trợ cho Quế Chi và bạch thược nó mới mạnh. Cam thảo thì có công dụng y chang nãy luôn các anh chị. Vừa là sứ dẫn thuốc đi vào trong kinh mạch, vừa làm cho Quế Chi mạnh hơn. Rồi cuối cùng là táo. Công dụng của táo để làm gì? Để kiện tỳ các anh chị. Đây là vị thuốc làm bổ nè. Các anh chị nhớ cái quy tắc hồi nãy không? Một cái quy tắc em nói đó là phù chính, phù tà hoặc là phải bổ. Tức là trong thang thuốc của các anh chị, các anh chị công phạt mạnh cỡ nào cũng được, nhưng phải có một vài vị thuốc kiện tỳ. Kiện tỳ để làm gì vậy? Làm cho cái tỳ của mình nó mạnh lên để mình dễ hấp thu thuốc vào. Nha. Nói theo kiểu y học hiện đại đó thì các anh chị cho thuốc tốt, các anh chị muốn chữa bệnh được nhanh hết á, ngoài cái chuyện thuốc tốt thì cái hệ thống tiêu hóa của các anh chị phải khỏe mạnh thì nó mới hấp thu tốt vô được. Thì cái vai trò của táo ở đây nó cũng giống vậy, nó làm cho cái tỳ của mình nó mạnh lên để nó hấp thu thuốc tốt hơn. Hồi đó là bài quế chi than. Nếu bệnh nhân ho xỉn nhiều quá đi thì các anh chị gia cho em thêm hậu phát và hạnh nhân mỗi loại chính cho em. Nếu bệnh nhân có thấp tà, tức là xuất hiện triệu chứng nặng mình, nặng nảy, nặng đầu, tay chân này nọ, có triệu chứng cũng nặng á, thì các anh chị gia tục vạn, tuy linh tiên, khương hoạt, ngũ gia bì. Mình gia bốn cái thì nó nhiều quá đi. Các anh chị gia cho em hai vị thôi. Đó là tục vạn và y linh tiên, mỗi vị 6 gram. Nha. Còn nếu như không có tục vạn, không có y linh tiên, lúc đó mình mới sử dụng khương hoạt và ngũ gia bì, cũng mỗi loại 6 gram luôn. Thì tùy chỗ các anh chị, có loại nào mình gia loại đó. Đây là phân tích bài thuốc, em gom lại cho các anh chị dễ học bài á. Rồi, mình sẽ nhớ ngắn thôi, không cần nhớ nhiều. Anh chị nhớ mấu chốt của bài thuốc là được. Bây giờ, các anh chị suy nghĩ câu này. Khi nào mình dùng bài Ma Hoàng Thang, khi nào mình dùng bài Quế Chi Thang?
Cô ơi, mình dùng cái bài ma ma hoàng thang khi mà không có ra mồ hôi phải không cô? Còn mình dùng quế chi thang là khi mà ra mồ hôi mà mồ hôi không ra nhiều. Rồi. Phải vậy không cô? Rồi một ý. Còn anh chị nào có ý kiến khác không? Dạ, mai hoàng thang thì dùng cho đối tượng trẻ, còn quế chi thang thì dùng cho đối tượng lớn tuổi không? Rồi, đối tượng lớn tuổi. Đối tượng thì nãy là một chị nói về mồ hôi, một anh nói về đối tượng. Cho anh chị nào có ý kiến khác không? Thưa cô, theo em là ma hoàng thang là dùng khi có yếu tố của ngoại tà, yếu Rồi. tố nguyên nhân bên ngoài ạ. Còn quế chi thang là do thể trạng, do nguyên nhân bên trong ạ. Nguyên nhân bên trong. Dạ. Có ý kiến nào khác không các anh chị? Em nghĩ là ma hoàng thang thì nó mạnh hơn nên là dùng cho trẻ, còn quế chi thang thì dành cho người già tại vì nó sẽ nhẹ hơn. Rồi. Nặng nhẹ là mình dựa vào cái gì để mình quyết định chị? Làm sao để biết bài đó bài nặng? Làm sao để biết bài kia bài nhẹ? Liều lượng hút cực. Vào lượng hút. Rồi, các anh chị sẽ coi nha. Mình sẽ đi chậm thôi các chị, mình không đi nhanh đâu. Các anh chị coi, mình đang ở cái nhóm thuốc là tân ôn giải biểu. Tân ôn giải biểu là gì? Tức là hai bài thuốc mình đang học thuộc nhóm tân ôn giải biểu là dùng để trị phong hàn ở bên ngoài đi vô, ngoại tà ở ngoài đi vô nha. Thì như vậy về tác nhân gây bệnh là giống nhau. Cái số 1. Cái số 2, bài đầu tiên ma hoàng thang thì ma hoàng làm quân. Bài thứ hai quế chi thang thì quế chi làm quân. Các anh chị nhìn lại tính vị quy kinh của ma hoàng, tính vị quy kinh của quế chi thì cả hai đều có vị cây ấm và quy vào kinh phế, đúng không nào? Nhưng cái tính phát hàn, cái tính phát thản hay là cái tính làm ra mồ hôi của ma hoàng rất mạnh, mạnh lắm các anh chị. Còn quế chi thì nó yếu hơn. Thì chính vì cái lý do đó cho nên người ta sử dụng bài ma hoàng thang trên đối tượng là người trẻ chính khí mạnh, còn quế chi là sử dụng trên người lớn tuổi chính khí có thể bị suy yếu do mắc nhiều bệnh. Các anh chị hình dung đi, một người lớn tuổi chính khí người ta yếu suy yếu mà các anh chị dùng cái bài thuốc phát hãn nó mạnh quá đi thì làm cho chính khí của người đó nó càng yếu hơn. Đó là lý do người xưa người ta không sử dụng bài ma hoàng thang trên người lớn tuổi là vậy nha các anh chị. Nó hay cực kỳ chỗ đó, và thực tế trên lâm sàng các anh chị làm thử đi, một người mà vô tầm 50 trở lên mắc cao huyết áp, mắc tiểu đường, tới với mình vì cảm mạo do phong hàn tà, các anh chị dập cho người ta bài ma hoàng thang chỉ cần một thang thôi, tới ngày hôm sau là người ta sẽ đi không nổi đi, người ta sẽ than với các anh chị là tôi cảm thấy nó mệt quá, uống thuốc này vô sao nó ra mồ hôi ra nhiều đó mà sao càng ra tôi càng mệt. Tại vì sao vậy? Vì chính khí nó đi theo đường mồ hôi đi ra ngoài hết trơn đó. Đó là sự khác biệt chính của hai bài này, ma hoàng và quế chi. Đó là khác biệt về đối tượng em đang giải thích cho các anh chị theo cơ chế đó. Nói vậy các anh chị hiểu không? Dạ hiểu cô. Dạ hiểu ạ. Các anh chị khác hiểu không? Không hiểu nên nói lại. Dạ hiểu rồi cô ơi. Dạ hiểu cô ơi. Rồi tương đối hiểu hết rồi thôi cũng mừng. Vậy thì mình sẽ dừng lại ở đây một chút xíu. Dừng lại mình đi chậm thôi chứ không đi nhanh. Bây giờ có một cái chuyện là em sẽ lập một cái group Zalo để mình trao đổi bài vở trên đó. Thì em sẽ nhắn số điện thoại của em trên đây. À, ba anh chị các bạn Zalo với em để em lập group. Rồi sau đó sẽ gửi link cho toàn lớp luôn. Ba anh chị đại diện cho các lớp nha các anh chị. Cô tên gì cô ơi? 3716. Cái tên của em ngay đầu bài luôn mà không nhớ tên em hả? Dạ cô Huệ ạ. Em còn nhỏ tuổi. Em còn nhỏ tuổi cho nên xưng với em là em được mà không cần phải cô đâu các anh chị. Kệ cứ kêu cô là được rồi không? Rồi, các anh chị lưu lại số điện thoại là xong, mình sẽ kết thúc buổi học ngày hôm nay. Rồi chào các anh chị, chúc anh chị buổi tối vui vẻ. Dạ rồi ạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Dạ, chào cô, cảm ơn cô.